Chương 1471, người đem máu nhuộm Đại Luân. Chương 1478, người đem máu nhuộm Đại Luân. Theo Đông Ly Xích Hoàng xuất hiện, tức khắc liền gây nên toàn trường mọi ánh mắt chú thị. Đối với hôm nay Trung Châu Thiên Minh thành lập việc trọng đại mà nói, hắn trở thành tuyệt đối vai chính, phía sau vây quanh Đại Luân giáo đệ tử cũng là ngạo nghễ mà đứng. Từng đạo ánh mắt đánh giá Đông Ly Xích Hoàng. Không ngoài là có không ít trong bóng tối theo dõi, nhưng không có quá rõ ràng. Hôm nay ở đây mà đến người, sợ là chỉ ít hơn 90% đều là Đông Ly Xích Hoàng đến. Đây, đều là muốn tìm tòi trí tôn niết bàn đến tột cùng. Cũng không có thiếu trong thế lực nhỏ chi chủ, nhìn thấy Đông Ly Xích Hoàng đi ra, chính là tức khắc tiến lên chúc mừng, vô cùng nhiệt tình. So sánh cùng nhau, Thiên Xà Tông tông chủ Xà Long Đoạn cùng Linh Thiên Cốc cốc chủ An Lăng ra, còn lại là có vẻ hơi ảm đạm. Không biết vì sao, Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt tựa hồ là có một số không tốt lắm. Cùng nhau đi tới cũng không quá nhiều ngôn ngữ, chẳng qua là đối với các đại thế lực cường giả gật đầu. An Lăng ra cùng Xà Long Đoạn vô cùng kinh ngạc, cảm giác được Đông Ly Xích Hoàng không thích hợp, nhưng vô pháp hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới hỏi nhiều. Huống chi hôm nay Trung Châu Thiên Minh thành lập, trong lòng bọn họ đều tinh tường. Hôm nay hội tụ Đại Luân giáo, trọng yếu nhất mục đích là đang đợi kia Đỗ Thiếu Phủ đến đây. Cảm tạ chư vị đến đây Đại Luân giáo, hôm nay Trung Châu Thiên Minh thành lập. Còn có tới khách vượt qua một châu, không chối từ vạn dặm đến đây. Ở đây ta đại biểu Đại Luân giáo, hướng chư vị trí tạ. Trình Siêu đến Đại Luân giáo sớm liền tại bao la mới vừa lên chuẩn bị xong trên đài cao. Liên tiếp nụ cười hướng bốn phía cường giả nói. Chẳng qua là nhìn Trình Siêu, bốn phía chỉ có không tính là náo nhiệt tiếng vỗ tay. Các đại thế lực đối với Trình Siêu tựa hồ là không quá mua sổ sách. Ngay cả Đại Luân giáo bên trong không ít cường giả, cũng đều là có chút ám tự khinh thường cùng khinh thường, chỉ là không có biểu hiện quá rõ ràng. Bất quá thời khắc này Trình Siêu thế nhưng không có chú ý tới bốn phía, đứng tại trên đài cao, bị Cửu Châu cường giả bao khỏa cùng quan tâm, trong lòng vô cùng kích động, vui vẻ dạt dào. Lớn tiếng nói, hôm nay là Trung Châu Thiên Minh thành lập thời kỳ, Đại Luân giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc thành lập Trung Châu Thiên Minh. Sau này lấy ta Đại Luân giáo dẫn đầu, Trung Châu Thiên Minh tất nhiên là dẫn lĩnh bảo hộ Trung Châu, là toàn bộ Cửu Châu nhiều tận lực. Nghe Trình Siêu, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc Xà Long Đoạn cùng An Lăng ra, tại bốn phía chúc mừng thanh âm mắt lộ ra trong lúc vui vẻ. Nhưng sau đó trong mắt không lưu dấu vết cũng xẹt qua một chút âm u. Trình Siêu lấy Đại Luân giáo dẫn đầu, tựa hồ là vẫn chưa từng đem Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc để ở trong lòng. Điều này làm cho bọn họ tự nhiên là trong lòng khó chịu. Trung Châu Thiên Minh, đây là muốn nhúng tay toàn bộ Cửu Châu sao? Bốn phía cường giả bên trong cũng có người âm thầm nghị luận. Trong đám người, tại không thiếu Đại Luân giáo nữ đệ tử trung gian, Trình Thắng Nam bị vây quanh. Lúc này Trình Thắng Nam trong mắt đôi mắt nhìn trên đài cao Trình Siêu, nhưng là lông mày nhíu chặt. Trung Châu Thiên Minh hôm nay chính thức thành lập, từ đó về sau cộng đồng tiến thối. Ta Đại Luân giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng là minh chủ, Linh Thiên Cốc An Lăng gia cốc chủ cùng Thiên Xà Tông Xà Long Đoạn tông chủ là phó minh chủ. Giờ lành đã đến, Trung Châu Thiên Minh hiện tại thành lập. Nhưng Trình Siêu thoại âm rơi xuống, toàn bộ Đại Luân giáo bên trong bộc phát ra một loạt tiếng hô to. Đại Luân giáo đệ tử cùng đến đây không ít Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông đệ tử, vì đó sôi trào hoan hô, kèm theo không ít chúc mừng tiếng, vang tận mây xanh. Đông Ly Xích Hoàng, Xà Long Đoạn, An Lăng ra ba người đi lên đài cao. Sắc mặt một mực có chút ám tự âm trầm Đông Ly Xích Hoàng, thời khắc này trên khuôn mặt cũng bài trừ không ít dáng tươi cười. Đối mặt bốn phía chúc mừng cùng tiếng hoan hô, dáng tươi cười cũng hiện lên ở khuôn mặt. Mà khi Đông Ly Xích Hoàng cùng Xà Long Đoạn, An Lăng ra đi lên đài cao sau, toàn bộ Đại Luân giáo bên trong sôi trào hoan hô đến đỉnh điểm. Kia hoan hô sôi trào thanh âm, giống như sóng triều tịch quyển bốn phía, quanh quẩn trời cao. Ngày 8 tháng 8, Đại Luân giáo trên, nợ máu trả bằng máu. Bỗng dưng, liền tại toàn bộ Đại Luân giáo hoan hô sôi trào thanh âm đến đỉnh điểm thời gian, một đạo trẻ tuổi tiếng hét lớn truyền đến. Trẻ tuổi này tiếng giống như rồng ngâm lôi minh, như kinh lôi tạc nổ tiếng vang. Leng keng bong bong, đáng sợ âm triều, chấn động thiên địa bốn phía. Kèm theo một cỗ trong vô hình uy thế. Trong sát na làm cho quảng trường bốn phía mọi người vì đó biến sắc. Là kia Đỗ Thiếu Phủ tới. Quảng trường bốn phía, vô số xem lễ trong đội hình, có người nghị luận. Lập tức mắt thấy hướng trên không mà đi. Trên đài cao, Đông Ly Xích Hoàng tức khắc ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi giơ lên. Thần hồn hoa mỹ trong tròng mắt có hàn ý lướt ra. Một tia cười lạnh độ cong từ miệng góc phát thảo. Siêu siêu. Ngay lúc thoại âm rơi xuống, bốn phía vô số ánh mắt theo tiếng mà nhìn đến lúc. Từng đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên tự trên bầu trời vang vọng mà lên. Lập tức lần lượt từng bóng người vạch phá trường không, tự quần sơn phía dưới lướt tới. Sau cùng đứng ở Đại Luân Giáo bầu trời quảng trường. Đột như đến hết thảy, để cho bốn phía vô số ánh mắt kinh ngạc. Sau đó kia lần lượt từng bóng người, chính là đã xuất hiện ở giữa không trung. Nhân số không có quá nhiều, chỉ có gần chừng 300 đạo thân ảnh. Này chút thân ảnh khí tức ba động, động lại hư không? Làm cho toàn trường vô số ánh mắt xôn xao cùng ngạc nhiên. Những thứ này thân ảnh có khả năng động lại hư không? Thực lực chỉ ít đều là đến võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư tầng thứ trở lên. Bất kỳ một cái nào thực lực tu vi thấp nhất đều là võ tôn cảnh tầng thứ trở lên. Hùng hồn khí tức ba động, không ít tu vi. Không chỉ có riêng chẳng qua là phổ thông võ tôn cảnh tầng thứ vậy đơn giản. Trước một cái áo bào tím thanh niên, 25-26 tuổi bộ dạng, một bộ áo bào tím. Khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, trôi nổi giữa không trung, vô cớ bá đạo. Đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn quả nhiên tới. Cổ Thiên Tông Từ Mã Đạp Tinh, Huyền Phù Môn Nam Lê Hồn, bọn họ đều tới. Ngày 8 tháng 8, bọn họ thật đúng là trên Đại Luân Giáo, sợ là hôm nay đã không thể thiện. Mắt nhìn kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, bốn phía không ít đến đây xem lễ cường giả. Tức khắc con mắt run rẩy, hít một hơi khí lạnh. Kia mấy trăm cái võ tôn cảnh cường giả cùng bát tinh linh phù sư cường giả đến đây. Như vậy đội hình, đủ để chứng minh Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đã không có bao nhiêu bảo lưu. Toàn bộ Cửu Châu, sợ là bất kỳ một cái nào đại sơn môn cũng tuyệt đối vô pháp một lần xuất ra mấy trăm võ tôn cảnh tu vi cùng bát tinh linh phù sư. Tới, theo khí tức trên xem, còn không phải bình thường võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư. Kia áo bào tím thanh niên chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sao, ngược lại nghe nói qua. Còn từng là trên Thiên Hoang Đại Lục thập nhị thần kiệt đứng đầu. Chính là kia Ma Vương, Trung Châu 10 đại thiên kiêu đứng đầu. Một mực áp chế Đông Ly Xích Hoàng, để cho Đông Ly Xích Hoàng khó chịu. Động kia Ma Vương xây đế quốc, ngày 8 tháng 8, này Ma Vương hôm nay thật tới tính sổ. Thẳng lên Đại Luân Giáo sơn môn, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ lá gan thật đúng là không nhỏ a. Ta thế nhưng đã từng xây, kia Ma Vương ngay cả Long tộc Long Cửu cũng dám cách thủy ăn. Hung tàn vô biên, lá gan tuyệt đối không nhỏ. Nghe nói trước một đoạn thời gian, kia Ma Vương xông thẳng Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Minh Tông sơn môn, trọng thương cùng phế không ít võ vực cảnh cường giả. Rất là hung tàn cường hãn a. Kia xem ra này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đến có chuẩn bị, Đại Luân Giáo phiền phức. Đại Luân Giáo sơn môn mở rộng ra, để cho kia Ma Vương một đường không ngăn trở thẳng lên sơn môn. Sợ là đã từ lâu là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bốn phía cũng nghị luận ầm ĩ, các đại thế lực cùng tiến lên Đại Luân Giáo. Bao quát Cửu Châu trên thế lực, hôm nay cũng không là có không ít người. Đều là bởi vì sớm đã truyền ra ngày 8 tháng 8. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ muốn lên Đại Luân Giáo đòi nợ. Bốn phía tiếng nghị luận, Đỗ Thiếu Phủ nghe vào trong tai. Ánh mắt không lưu dấu vết đảo qua bốn phía đoàn người, cảm giác được không ít vực cảnh khí tức. Càng là phát hiện bốn phía không ít xem lễ chỗ ngồi, có không ít thân ảnh quen thuộc. Hãn Châu Thiên Đao Tông Hỏa Đao Tôn giả, Hãn Châu Cổ Quyền Môn Cương Quyền Tôn giả. Còn có ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục. Sau cùng tại Thiên Hoang báo trước mặt mang theo Cương Quyền Tôn giả chờ thoát đi một cái mái. Tóc dài màu nâu võ vực cảnh tu vi lão giả. Cùng với Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương các loại. Những thứ này thân ảnh, đều ở đây Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt trong đảo qua một cái. Còn có không ít thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ từng tại trên Thiên Hoang Đại Lục đều có ấn tượng. Tới từ các đại châu, không nghĩ tới hôm nay đều cùng tiến lên Đại Luân Giáo. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào một cái váy dài cô gái trên người. ánh mắt vì đó đình trệ. Nàng kia bị không ít Đại Luân Giáo đệ tử vây quanh, kia cao gầy tư thái, tuyệt mỹ dung nhan, lành lạnh khí chất cao quý, là lúc trước Thạch Long đế quốc đại công chúa Trình Thắng Nam. Nàng còn sống. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc không có bao nhiêu ba động, cười nhạt một tiếng, hết thảy sớm đã qua. Lúc trước còn trẻ, đi qua mông lung, có một số việc như là phong, nhìn không thấy, nhưng có khả năng cảm thụ được, chẳng qua là trung quy đã tiêu tán. Trình Thắng Nam cũng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhìn kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Thời khắc này bên cạnh làm bạn, đã là mấy cái tuyệt mỹ không gì so nổi nữ tử, Âu Dương Sảng, Diệp Tử Câm, Chu Tiết chờ nàng lúc trước đều từng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, các nàng còn ở bên cạnh hắn, chưa từng cách xa. Mà nàng, đã cảnh còn người mất. Nghĩ lúc trước, đã từng cùng hắn nhẹ kéo ống tay áo. Man thú sơn mạch bên trong cuốn lên qua tinh nguyệt nhỏ hình ảnh, mây khói chỗ sâu. Ở trong lòng trong cơn mông lung, đã từng phác thảo qua một vài bức điệp luyến hoa ảnh. Chẳng qua là hết thảy, đã là tràn đầy mộng cảnh. Hết thảy đã qua. Trình Thắng Nam nhẹ giọng mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Trên đài cao, Đông Ly Xích Hoàng nhìn giữa không trung trên kia một cái trước áo bào tím thanh niên, kia một bóng người, hắn làm sao có khả năng quên mất, âm lãnh thanh âm cũng tức khắc từ trong miệng truyền ra, vang vọng quảng trường. Không nghĩ tới ban đầu ở ma giáo cùng Quang Minh Thần Đình trong tay như chó nhà có tang đáo. Tẩu người, hôm nay thật đúng là dám trên ta Đại Luân Giáo tới. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Thanh âm mang theo hàn ý, vang vọng quảng trường. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt âm u. Sắc mặt thời khắc này như thế nào sẽ đẹp mắt. Hắn là Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử. Kiếp trước là Đại Luân Giáo nhất là cường giả đứng đầu, đời này cũng thiên tư tuyệt thế. Nhưng khi đó, hắn liên tiếp dĩ nhiên là bị một cái theo biên thùy chi địa đi ra thiếu niên áp chế, ngay cả coi trọng nữ nhân, cùng cũng có không minh bạch quan hệ. Lúc này đây Trình Thắng Nam từ hôn, vẫn là hắn chí tôn niết bàn lúc từ hôn, từ nhỏ đến lớn. Hắn đi ra không có bất kỳ vật gì không chiếm được. Không có bất kỳ hắn coi trọng nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn. Hắn một lòng thả tại Trình Thắng Nam trên người. Không hề nghĩ rằng nhưng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hắn thật chẳng lẽ không bằng tiểu tử kia sao? Này điều này làm cho trong lòng hắn cũng nữa khó mà áp chế lửa giận, bút chướng này. Hắn tự nhiên tính tới Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn hướng Đông Ly Xích Hoàng, đôi mắt ánh mắt cũng tức khắc xâm lãnh. Nói, đụng đến ta Hoang Quốc, giết ta con em, Đông Ly Xích Hoàng. Hôm nay ngươi đem máu nhuộm Đại Luân. Chương 1472, có dám đánh một trận. Chương 1479, có dám đánh một trận. Đỗ Thiếu Phủ. Trên đài cao, Trình Siêu nhìn thân ảnh quen thuộc kia, nhưng là có một số bản năng kiêng kỵ. Nhưng sau đó tựa ở Đông Ly Xích Hoàng bên cạnh, ngẩng đầu mắt thấy, mắt lộ ra hàn ý. Cắn răng trong lòng nói nhỏ, thật đúng là dám tới ta Đại Luân Giáo, một hồi ngươi chết định. Thật đúng là tới. Trên khán đài, Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Minh Tông này bốn cái sơn môn trong đội hình. Không ít cường giả nhìn kia không lâu trước từng gặp áo bào tím thanh niên. Từng cái một ánh mắt thời khắc này nhưng là không nói ra được phức tạp. Không ít lão giả âm thầm thổi dâu chừng mắt. Nhìn kia áo bào tím thanh niên nhìn như vô hại cương nghị khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi. Vai hề trung quy chẳng qua là vai hề. Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh, ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ trên người rời đi. Nhìn đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên người Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn trở Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông cường giả, khuôn mặt âm lãnh, nói, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn. Đây là nhất định phải cùng nho nhỏ Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đứng chung một chỗ sao? Hiện tại hối hận, có thể còn kịp. Đại Luân Giáo sau lưng việc làm cùng dã tâm, đừng tưởng rằng người khác sẽ không biết. Thật sự cho rằng có khả năng giấu giếm được mọi người sao, nhưng nghĩ người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Tư Mã Đạp Tinh mở miệng, đã trên Đại Luân Giáo, tự nhiên là không hề có bất kỳ cố kỵ gì. Trong giọng nói có thái độ, cũng mang theo một chút trào phúng, hôm nay Đại Luân Giáo trên chú định không thể thiện. Ha ha, đã đều đã quyết tâm, ta đây liền không nữa lãng phí miệng lưỡi, đã trên Đại Luân Giáo. Vậy hôm nay liền cũng không cần đi, cùng Tà Linh làm bạn người. Ta Trung Châu Thiên Minh có trách nhiệm thanh trừ. Coi như là ta Trung Châu Thiên Minh hôm nay thành lập. Là toàn bộ Trung Châu làm chuyện làm thứ nhất. Đông Ly Xích Hoàng lớn tiếng cười lạnh, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Xâm Lãnh cười lạnh, nói. Trước lúc này, không biết người này chó nhà có tăng có dám đi lên đánh một trận. Tiếng nói vang vọng toàn trường, Đông Ly Xích Hoàng xích bào cổ đẵng, kim phát phiêu động. Thân hình cao ngất, lộ vẻ được uy vũ bất phàm, nhàn nhạt thánh quang lan tràn ra. Đứng tại đài cao, giống như thật tại thánh tử. Từ thể nội có một loại khó diễn tả được uy nghiêm. Thời khắc này, cảm giác được Đông Ly Xích Hoàng khí tức trên người, bốn phía ánh mắt phát run. Đứng tại Đông Ly Xích Hoàng bên người Xà Long Đoạn cùng An Lăng Gia chờ cũng theo đó mất đi. Nhan sắc lộ vẻ được ảm đạm tối tăm. Mắt nhìn Đông Ly Xích Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc vẫn chưa từng có bao nhiêu ba động. Chẳng qua là mở miệng lên tiếng, nói, một đạo tàn hồn luân hồi, nào dám kêu gào. Nghe nói cha ngươi Đông Ly Trường cô chết tại Trung Châu Trường Hà trên, ngươi tà tơi đào tẩu. Như bại gia chi khuyển, còn dám nói chiến, giết chi. Bốn phía mọi người nghe vậy, tức khắc có một số hai mặt nhìn nhau. Đồn đãi kia Đỗ Thiếu Phủ hung tàn đáng sợ, tựa hồ còn không vừa vặn ở đây. Còn mở miệng như vậy nham hiểm, cũng chút nào không đem chí tôn niết bàn Đông Ly Xích Hoàng đề ở trong lòng. Lẽ nào này ma vương, thật là không sợ Đông Ly Xích Hoàng sao? Bốn phía một chút cường giả lộ ra vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Hôm nay rất nhiều cường giả hội tụ Đại Luân Giáo, phần lớn đều là hai cái vai chính mà tới. Ma vương trở về, một đường quét ngang bốn cái sơn môn, sâu không lường được. Đông Ly Xích Hoàng là Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử, chí tôn niết bàn. Hai người này đánh một trận tựa hồ là không thể tránh được, mà ma vương Đỗ Thiếu Phủ ngay từ đầu sẽ không đem chí tôn niết bàn Đông Ly Xích Hoàng có bất kỳ để ở trong lòng. Cũng lộ ra một loại bá đạo cùng cường thế, khiến người ta khó mà đoán thấu. Người đây là đang khiêu khích ta, sang năm hôm nay, đúng là ngày giỗ của ngươi. Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, chí tôn niết bàn, người phương nào dám can đảm như vậy đối với hắn. Đứng tại đài cao, trong mắt thần hồn lộng lẫy, một cỗ trong vô hình uy thế tràn ngập. Uy áp bốn phía, siêu siêu, Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống. Thiên Xà Tông Xà Long Đoạn cùng Linh Thiên Cốc An Lăng Gia chờ tức khắc lui xuống đi. Toàn bộ quảng trường, lưu lại đài cao Đông Ly Xích Hoàng một người độc lập. Thần hồn hoa mỹ đôi mắt trào ra hàn ý. Người chưa bao giờ là đối thủ của ta qua, thủ hạ bại tướng, nói gì nói dũng cảm. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng như là không để ý Đông Ly Xích Hoàng. Trong mắt hàn ý chậm chậm trào động, nói, phạm ta Hoang Quốc, giết ta con em. Lúc trước ta nên diệt sát ngươi. Ha 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 ha, Đông Ly Xích Hoàng lớn tiếng cười lạnh, dáng tươi cười thu liễm, sắc mặt âm u đến mức tận cùng. Con ngươi băng lãnh, trong mắt hàn ý đã không thể ức chế, nói. Lúc này đã không giống ngày xưa, ta chí tôn niết bàn, ngươi lại tính là thứ gì? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Oanh, theo thoại âm rơi xuống, Đông Ly Xích Hoàng trên người khí tức trào động. Kim phát về phía sau căn căn phi dương, giống như chân chính thánh tử. Đây là một loại chí tôn khí thế, xích bào phía trên hào quang rực rỡ, khí tức đáng sợ. Ảnh hưởng thiên địa năng lượng, hùng hồn chấn động thiên địa không gian. Trong sát na, trên không gió nổi mây phun, đọng lại bốn phía hư không. Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, Cửu Châu không một, chuẩn bị không nói nữa. Muốn trực tiếp làm cho Cửu Châu các đại thế lực trước mặt. Kích sát kia 5 lần 7 lượt xấu hắn chuyện tốt, không đem hắn để vào mắt tiểu tử. Kèm theo này khí tức tràn ngập ra, bốn phía mọi người. Võ vực cảnh cũng thu đến ảnh hưởng to lớn. Thực lực tu vi không đủ, trực tiếp huyền khí động lại, đầu óc nguyên thần run rẩy. Chí tôn niết bàn, mang theo thiên địa uy áp, vô pháp ngăn trở. Thật mạnh uy áp, đây là chí tôn niết bàn người chi uy sao? Bốn phía có cường giả chấn động, này đáng sợ uy áp quá mạnh mẽ. Đích xác rất cường, cùng thế hệ đồng cấp căn bản là không có cách so sánh với. Từ Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn chờ nguyên bản suy đoán Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không chân chính chống đỡ Đông Ly Xích Hoàng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó. Lúc này cảm giác Đông Ly Xích Hoàng trên người đáng sợ kia uy áp, không thể không là cũng bắt đầu thay Đỗ Thiếu Phủ có chút bận tâm tới. Bốn phía cường giả chấn kinh, không ít Cửu Châu tới cường giả phát run. Bọn họ trên Đại Luân Giáo xem lễ, chính là đến đây dò Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn hư thực. Thời khắc này cảm giác Đông Ly Xích Hoàng trên người kia một cỗ trong vô hình lan tràn ra khí. thế cũng đã cường hãn đến trình độ như vậy, Chí Tôn Niết Bàn thực sự quá mạnh, để cho mọi người kinh hãi. Quá yếu, chỉ ngươi thực lực như vậy, còn muốn đánh với ta một trận sao? Chỉ biết bị ta diệt sát. Đỗ Thiếu Phủ nghiêng liếc một mắt Đông Ly Xích Hoàng, không chút phật lòng. Có bản lĩnh đi lên nhận lấy cái chết, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là Chí Tôn Niết Bàn, cái gì là bình thường. Tiếng giống kèm theo khí thế đáng sợ tịch quyển, làm cho thiên địa bốn phía run rẩy. Đông Ly Xích Hoàng thần hồn lộng lẫy như đao, bạo nộ về sau, cũng từ từ ngừng lại. Đối với hắn tới nói, trước mắt tiểu tử kia hôm nay không thể không chết. Hắn là Chí Tôn Niết Bàn, hắn có uy nghiêm của mình cùng tự phụ. Không cần lại là một cái sẽ chết người nổi giận. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Chí Tôn Niết Bàn người Đông Ly Xích Hoàng, rốt cục muốn đánh một trận sao? Bốn phía mọi người mong đợi, hy vọng có thể nhìn thấy Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng đánh một trận, hai người này nếu như một khi quyết đấu. Thời khắc này sợ là không chỉ có đại biểu cho Trung Châu trẻ tuổi thế hệ, mà là đại biểu cho toàn bộ Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ quyết đấu đỉnh cao. Bọn họ nếu như đánh một trận, thắng bại đem ảnh hưởng từng người sơn môn chỉ ít ngàn năm khí vận. Có trên khán đài lão giả mở miệng, hắn là Vô Lượng Giáo một cái lão hòa thượng. Hắn nhìn phương xa, nghĩ đến sau này. Tình huống của hôm nay đặc thù, nếu là hôm nay Đông Ly Xích Hoàng có khả năng đánh bại Đỗ Thiếu Phủ, kia Đại Luân Giáo không hề nghi ngờ đem quật khởi. Mà đi theo Đỗ Thiếu Phủ Cổ Thiên Tông cùng Huyền Minh Tông sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội sợ là cũng sẽ trực tiếp chìm ngập. Mà nếu như hôm nay theo như một khi Đông Ly Xích Hoàng thất bại, kết quả kia liền đem dứt khoát bất đồng. Có thể nói hai người này thời khắc này đánh một trận, đại biểu đã không phải là cá nhân, đại biểu là sau lưng sơn môn cùng sở hữu đi theo thế lực. Dương cung bạt kiếm Đại Luân Giáo trên, mọi người lặng ngắt như tờ, đang mong đợi sau cùng kia toàn bộ Cửu Châu đỉnh phong nhất hai người trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao. Một là thập nhị thần kiệt đứng đầu, được xưng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đây trở về Trung Châu, giơ tay nhấc chân có khả năng phế võ vực cảnh sơ đăng. Một kiếm đánh bại võ vực cảnh sơ đăng tu vi số trung xưng không địch thủ kiếm hoàng vực chủ. Một là Đại Luân Giáo cường giả luân hồi chuyển thế thánh tử. Chí Tôn Niết Bàn bốn chữ, đã đủ để có khả năng chứng minh hết thảy. Hai người này, đích thật là thời khắc này toàn bộ Cửu Châu trong cùng thế hệ đỉnh phong nhất tồn tại, điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ phản đối. Siêu siêu, mà đang ở này dương cung bạt kiếm thời gian, Đại Luân Giáo sơn môn bên ngoài giữa không trung đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xé gió, thậm chí làm cho phía trước không gian đều giống như là tại thành phiến vặn vẹo. Sau đó, chỉ là mấy cái lắc mình, từng đạo kim quang cầu vòng liền là xuất hiện ở trên quảng trường, kèm theo từng cỗ một bá đạo uy áp, cũng bỗng nhiên hàng lâm tại Đại Luân Giáo vùng thế giới này bên trong. Chương 1473, Đông Ly Xích Hoàng ra tay. Chương 1480, Đông Ly Xích Hoàng ra tay. Ở đây chờ vô hình uy áp phía dưới, bốn phía trong đám người không ít yêu thú biến ảo thân ảnh. Đầu óc thú hồn lập tức vì đó run rẩy, thể nội huyết mạch sôi trào. Vô cớ tại đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên trào ra vẻ hoảng sợ. Hắn Cửu Châu cường giả, cũng tựa hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt tức khắc biến hóa. Khi kia từng cỗ một khí tức hàng lâm, từng đạo kim quang cầu vòng thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đỗ Thiếu Phủ cũng bỗng nhiên ngước mắt, đôi mắt trong ánh mắt cũng mua qua một chút vẻ kinh ngạc. Kim quang cầu vòng thu liễm, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ có chừng 50 đạo thân ảnh, đều là vô cùng trẻ tuổi thanh niên nam nữ. Trên người ăn mặc thiên về vàng rực chi sắc, từng cái một thanh niên nam nữ nổi lên, dáng người cao ngất, không khỏi là khí vũ hiên ngang. Chẳng qua là khi thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cùng tọa kỵ, biến thành trung niên, nhìn kia tới mấy chục cái thanh niên nam nữ. Tại hơi hơi khuôn mặt biến sắc về sau, chính là không nhịn được cười rộ lên. Những thứ này đột nhiên tới thanh niên nam nữ bên trong, trước một cô gái, da trắng như tiết như ngọc, lộ ra một tầng phấn son chi sắc, song lông mi khẽ động. Khí chất rõ ràng là bá đạo tuyệt luân, lúc này kia hiên ngang trên dung nhan, có lộ ra một cỗ kiều diễm tuyệt luân. Mà ở cô gái này bên cạnh, còn có một cái mặc màu vàng tơ nạm vàng áo khoác thanh niên. Cho dù đứng bình tĩnh tại giữa không trung, cũng giống như một khối không tì vết mỹ ngọc đúc chảy mà thành, phong thái kỳ tú. Thần vận một mình vượt qua, như chí tôn lâm thế. Những thứ này nam nữ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch. Nhưng này từng cỗ một đáng sợ lan tràn khuếch tán, ngay lập tức sẽ gây nên chú ý của mọi người. Kia chừng 50 cái thanh niên nam nữ. Bất kỳ một cái nào đều là chói mắt không gì sánh được, sợ là bất kỳ một cái nào đi tới. Đều là này Cửu Châu cùng thế hệ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Mà bây giờ, nhưng là một đám loại này tên đáng sợ hội tụ vào một chỗ. Đặc biệt trước kia một thanh niên, trong mắt nhàn nhạt kim sắc song mâu như kim sắc diệu nhật. Khiến người ta nhìn, chính là cảm giác được tự mình thần hồn đều phải bị hãm đi. Vô cớ cảm giác được hoảng sợ, thân thể phát run, muốn vì đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kia thanh niên quá bất phàm, là người phương nào đến đây Đại Luân Giáo? Bốn phía trên khán đài, một cái đại thế lực trong lão giả. Thời khắc này nhìn kia phong thái kỳ tú thanh niên, cũng run sợ. Nguyên thần của bọn họ theo dõi đi ra ngoài, muốn phát hiện kia thanh niên lai lịch. Nhưng bọn hắn vừa mới nguyên thần theo dõi mà ra, chính là phát giác run sợ. Nguyên thần run rẩy, căn bản không dám tới gần kia thanh niên. Thật là đáng sợ thanh niên, hình như là yêu thú thân thể. Tức khắc bốn phía cường giả run sợ, kia thanh niên trên người có một cỗ thiên địa uy áp tại ngăn trở bọn họ theo dõi. Những cường giả này ở trong tối tự phát run rẩy trong, cũng không dám nữa nguyên thần theo dõi kia thanh niên thần bí. Thậm chí không dám nhìn thẳng kia thanh niên nhạt kim sắc song mâu. Kia phong thái kỳ tú thanh niên hàng lâm, tự đông đảo thanh niên nam nữ bên trong đi ra. Không có nhìn trước bất kỳ ai, mà là trực tiếp hoành không hướng đi quảng trường. Mắt thấy hướng Đông Ly Xích Hoàng, nhàn nhạt mở miệng, nói. Người chính là kia Đông Ly Xích Hoàng đi, vừa mới là ngươi tại kêu gào sao? Tiếng nói bình thản, này tiếng nói truyền ra, một cỗ trong vô hình khí thế. Để cho bốn phía mọi người phảng phất là vì chi muốn hít thở không thông. Như là thời khắc này theo gió này tư thái kỳ tú thanh niên mà đến. Toàn bộ thiên địa đều trở nên không giống người thường lên. Như là một đầu chí tôn hung cầm hàng lâm, vô cớ đè ép toàn bộ thiên địa. Quảng trường mặt đất, Đông Ly Xích Hoàng cũng cảm giác được ngươi kia phong thái kỳ tú thanh niên khí tức trên người bất phàm, ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ trên người rời đi. Xích bào kim phát đều là vù vù, trên người quang mang tràn ngập. Một cỗ cũng là tuyệt đối cường hãn khí tức trào động, dường như chí tôn xuất thế. Nhìn hướng thanh niên, trầm thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Ta thân phận, ngươi còn chưa có tư cách biết. Phong thái kỳ tú thanh niên bình tĩnh không có bất cứ ba động gì. Lấy một loại bao quát ánh mắt nhìn Đông Ly Xích Hoàng, thanh âm không lớn. Nhưng là mang theo một loại hòa vào thiên địa bá đạo cùng cường thế, nói. Nghe nói ngươi chí tôn niết bàn cũng rất là kêu gào. Ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút được, trên đời này rất nhiều cùng thế hệ sinh linh. Muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt vô pháp nhận âm u. Ngày hôm qua Trình Thắng Nam muốn từ hôn. Hôm nay kia Đỗ Thiếu Phủ tí ti đưa hắn thả trong bóng tối. Giờ phút này một cái thanh niên thần bí, lại là như vậy không đem hắn để ở trong lòng. Kia bao quát ánh mắt của hắn, để cho Đông Ly Xích Hoàng khác thường khó chịu. Đối với Đông Ly Xích Hoàng tới nói, hôm nay đây hết thảy thật sự là có một số biệt khuất. Nguyên bản Đông Ly Xích Hoàng hôm nay cố ý an bài hết thảy, là nghĩ hôm nay Đại Luân Giáo trên. Hắn chí tôn niết bàn, muốn nở rộ Cửu Châu, danh chấn Cửu Châu. Có thể đến bây giờ vì đó, dĩ nhiên là không có bất kỳ người nào đưa hắn để vào mắt. Biệt khuất, Đông Ly Xích Hoàng cảm giác được thật lớn biệt khuất. Có một cỗ vô danh hỏa cùng bạo nộ, bị áp chế ở thể nội. Không chiếm được bạo phát cùng phóng thích. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay trước hết là giết ngươi. Đông Ly Xích Hoàng biệt khuất nộ, hắn quyết định trước phải giết người này. Một hồi tái đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ, kinh sợ uy áp Cửu Châu. Hắn trước phải giết trước mắt kia bất phàm thanh niên. Cũng tốt một hồi để cho kia Đỗ Thiếu Phủ biết cùng mình khác biệt. Để cho Đỗ Thiếu Phủ ở trong sợ hãi bị tự mình dẫm ở dưới chân. Mới có thể càng tiêu tan hắn mối hận trong lòng, cũng để cho Trình Thắng Nam biết. Cùng hắn từ hôn là một kiện cỡ nào không sáng suốt sự tình. Giết! Đại Luân Giáo đệ tử hoan hô nỗ lực lên, thánh tử Đông Ly Xích Hoàng rốt cục muốn xuất thủ. Trong mắt bọn họ đầy là hưng phấn. Thánh tử vô địch, Không ít hội tụ tại Đại Luân Giáo môn hạ người đồng thời vung tay hoan hô. Bọn họ từng trải qua cùng đi trước Trung Châu Trường Hà đại khai sát giới. Là Trung Châu trên không ít thế lực trong cường giả. Bởi vì kiêng kỵ Hoang Quốc Thiên Hạ Hội báo thù, nguyên do sau cùng lựa chọn đi theo Đại Luân Giáo. Trong những người này, không thiếu là có không ít còn không yếu tôn cấp cường giả. Thậm chí có mấy cái sơ vực cảnh lão giả tại. Đều là những thế lực kia trong ẩn núp lão tổ cấp bậc cường giả. Bọn họ đều là đem hy vọng cùng tương lai ký thác vào Đông Ly Xích Hoàng trên người. Xuống nhận lấy cái chết. Đông Ly Xích Hoàng tại sóng người hoan hô sôi trào trong bước ra. Đưa tay trực chỉ giữa không trung trên kia phong thái kỳ tú thanh niên. Trên người thánh quang ba động, siêu phàm thoát tục, có uy nghiêm tràn ngập. Quang mang chiếu rọi quảng trường. Giữa không trung trên kia phong thái kỳ tú thanh niên vẫn là bình tĩnh như vậy. Trong con ngươi nhàn nhạt kim sắc quang hoa ba động, lông mày dài vung lên. Tự có một cỗ không giận mà uy ác liệt bá khí. Phong thái kỳ tú thanh niên, trên người vô hình kia trong khí thế từ thể nội ba động. Bốn phía không gian tại vô thanh vô tức đã vặn vẹo, uy áp lặng yên tản ra. Thanh niên thanh âm vẫn là ôn hòa, tựa hồ còn hơi mang thất vọng, lắc đầu. Đối với Đông Ly Xích Hoàng nói, ta đột nhiên cảm giác ngươi quá yếu, có một số thất vọng. Ngươi có một số không đáng giá ta động thủ. Nghe vậy, toàn trường bốn phía tức khắc đầy đất ánh mắt. Kia phong thái kỳ tú thanh niên rốt cuộc là từ đâu tới? Một cái Đỗ Thiếu Phủ không đem Đông Ly Xích Hoàng để vào mắt cũng không tính. Thần bí này mà đến bất phàm thanh niên, dĩ nhiên so lên Đỗ Thiếu Phủ còn muốn bá đạo ngạo khí. Lại là không đem Đông Ly Xích Hoàng để vào mắt. Đông Ly Xích Hoàng có đúng hay không có một số xui xẻo a, chí tôn niết bàn. Dĩ nhiên là không người đưa hắn để vào mắt. Trên khán đài, có người nhẹ giọng nói, có một số thay Đông Ly Xích Hoàng không biết làm sao. Các ngươi đừng như vậy, Đông Ly Xích Hoàng thế nhưng chí tôn niết bàn a. Các ngươi thì sẽ không thể cho chút mặt mũi sao? Bao nhiêu tôn trọng một cái chí tôn niết bàn a? Có người mở miệng, tựa hồ là tại thay Đông Ly Xích Hoàng đánh tổn thương bởi bất công. Kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng thanh niên thần bí, đều là không đem Đông Ly Xích Hoàng để vào mắt. Người ta dù gì cũng là luân hồi chuyển thế chí tôn niết bàn người a. Tại sao ta cảm giác Đông Ly Xích Hoàng hôm nay rất biệt khuất a? Có một số trên khán đài, có người nhịn không được có một số cười. Cảm giác hôm nay Đông Ly Xích Hoàng tựa hồ là có một số đen đủi. Gặp gỡ như vậy hai cái thanh niên. Chúng ta là không phải cùng sai người, thế nào đều không đem chí tôn niết bàn để vào mắt a. Một chút theo Đại Luân Giáo thế lực trong, có người len lén nói, đi theo Đại Luân Giáo. Cũng là bởi vì Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, sau này có thể quét ngang Trung Châu. Bọn họ đến lúc đó cũng có thể nước lên thì thuyền lên, thu được chỗ tốt to lớn. Có thể hiện dưới cái nhìn của bọn họ, Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn. Ở đó thanh niên thần bí cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Tựa hồ liền chả là cái cóc khô gì, Đông Ly Xích Hoàng thế nhưng một mực kinh ngạc đến bây giờ. Đại Luân Giáo quảng trường bốn phía, mọi người nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng. Còn có kia thần bí thanh niên ba người. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong lòng chỉ có chấn động. Căn bản không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là kia hai vị này căn bản cũng không có nghe nói qua chí tôn niết bàn là cái gì không? Đông Ly Xích Hoàng chân đạp quảng trường, bốn phía tiếng nghị luận mặc dù nhỏ. Nhưng tại sao có thể thoát khỏi hắn theo dõi, hơi hơi ngẩng đầu. Mắt thấy kia thanh niên thần bí, thần hồn hoa mỹ trong mắt hàn ý nồng nặc tràn ngập. Hôm nay ai cũng cứu không ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Đông Ly Xích Hoàng mở miệng, thân là này Cửu Châu hơn nghìn cổ hiếm thấy chỉ có truyền thuyết. Chí tôn niết bàn người, hắn trải qua luân hồi. Kiếp trước là Đại Luân Giáo nhất là cường giả đứng đầu, từng quang mang chiếu rọi Cửu Châu. Đời này hắn lại chí tôn niết bàn, bực nào tiệt thế. Thời khắc này dĩ nhiên là bị người 5 lần 7 lượt đều không để vào mắt, bởi vậy. Đông Ly Xích Hoàng thật triệt để nộ. Con kiến hôi cũng dám phát ngôn bừa bãi. Phong thái kỳ tú thanh niên bình tĩnh trong thần sắc, trong tròng mắt rốt cục có ba động. Kim quang giống như kim sắc lôi đình bắn thẳng đến, chấn động vân tiêu. Tự cao ngất kia trong thân thể, phóng thích một cỗ đáng sợ uy áp. Không dung bất kỳ khiêu khích, làm cho bốn phía mọi người thú hồn run rẩy. Bốn phía ánh mắt vì đó kính phục hướng tới, tâm hồn đều đang vì đó phủ phục. Hừ, diệt sát ngươi về sau, ngươi mới biết được cái gì là con kiến hôi. Đông Ly Xích Hoàng thanh âm vang vọng trên không, lại không thể ức chế. Một cỗ đáng sợ thánh quang ba động từ thể nội bốc lên mấy trăm trượng cao, kèm theo năng lượng như sóng lớn cuồn cuộn. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, thiên địa chợt nổi lên biến hóa, phù văn vạn sợi, kích thích sóng khí ngập trời. Tự Đông Ly Xích Hoàng quanh thân không gian bắt đầu, hư không nhất phiến óng ánh. Phù văn như sóng biển răng đầy đan dệt, hóa thành một cái đáng sợ phong bạo, trực tiếp bao phủ hướng Phong Thái Kỳ Tú thanh niên mà đi. Này đáng sợ phong bạo tịch quyển, kèm theo một loại đại uy áp. Đây là một loại đáng sợ thần thông thủ đoạn, giống như hóa thành một cái rực rỡ hư không vòng xoáy, có khả năng thôn phệ hết thảy, tiêu diệt vạn linh. Chương 1474, bi thương Đông Ly Xích Hoàng. Chương 1481, bi thương Đông Ly Xích Hoàng. Đại Luân Giáo, Càn Khôn Luân Hồi. Ẩn chứa Đại Luân Giáo bí mật bất truyền luân hồi bí pháp tại trong, là Đông Ly Xích Hoàng kiếp trước tuyệt chiêu thủ đoạn. Theo Đông Ly Xích Hoàng nháy mắt ra tay, bốn phía tức khắc không ít ánh mắt vì đó chấn kinh. Có Vô Lượng Giáo một cái lão hòa thượng lập tức ở trong kinh ngạc, nói ra Đông Ly Xích Hoàng thúc giục này thần thông thủ đoạn lai lịch. Đông Ly Xích Hoàng vừa ra tay, chính là vậy không chút khách khí, toàn lực mà làm. Rất rõ ràng, Đông Ly Xích Hoàng muốn một chiêu liền kích sát kia thanh niên thần bí mà lập uy. Hừ, Phong Thái Kỳ Tú thanh niên yết hầu nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Trên người đột nhiên có nhất phiến óng ánh kim sắc quang mang trào động, tràn ngập ra từng mảng phù văn cổ xưa, tự thân thân thể lan tràn bốn phía mà đi. Ầm, này một chốc, vùng thế giới này trên không bắt đầu nổ vang, kim quang vạn trượng, gây nên thiên địa cộng minh. Cùng với đồng thời, trên bầu trời, rực rỡ cổ lão phù văn tràn ngập. Tựa như theo thương khung chỗ sâu, có từng tiếng ầm ầm âm thanh vang vọng mà đến. Như là tại thương khung chỗ sâu có người ở trọng kích chống trời. Ầm ầm. Từng tiếng âm thanh, phát ra kỳ lạ nổ vang, giống như có người ở trọng trùy trái tim. Trọng trùy nguyên thần, khiến người ta hồn phách sắp nát, run sợ. Này nổ vang dưới, bốn phía sinh linh chớ không phải là đều là hồn phách run rẩy, vì đó muốn nằm dạp trên mặt đất. Kia tiếng sấm, như là cùng thiên địa tương dung, khiến người ta nguyên thần đang run rẩy. Vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều giống như là cũng bị chấn vỡ. Đáng sợ kia nổ vang, chèn ép thiên địa nổ vang. Càn Khôn Luân Hồi. Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, thân ảnh xuất hiện ở rực rỡ trong gió lốc, mang theo vạn vẹo hư không rực rỡ phong bạo phóng lên trời, năng lượng hạo đãng, để cho bốn phía thương khung thiên hôn địa ám. Đây là hắn thần thông thủ đoạn, có khả năng đem người bao phủ trong, để cho thần hồn câu diệt. Không hề nghi ngờ, Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, cũng tuyệt đối cường hãn đáng sợ, có khả năng quét ngang bốn phía. Thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng ra tay tuyệt chiêu, kèm theo chí tôn niết bàn uy áp. Vừa ra tay liền gây nên bốn phía đáng sợ dị tượng, toàn bộ quảng trường đều ở đây lay động, như chí tôn xuất thế. Nếu không phải là quảng trường này trên có phù trận gia trì, sợ là đã trực tiếp bị san thành bình địa, hóa thành phế tích. Thần xí kích thiên. Phong Thái Kỳ Tú thanh niên đứng tại giữa không trung, liền cước bộ không có di động nửa phần. Đôi mắt kim quang kích xạ, uy áp cuồn cuộn, trực tiếp một tay đánh ra. Suy lạp, kèm theo thanh niên chiêu thức ấy hạ xuống, tức khắc hóa thành một đạo lớn lao trưởng ấn, giống như một chương thật lớn thần xí, để cho bốn phía hư không vặn vẹo. Chiêu thức ấy đâm xuyên hư không, kim sắc phù văn phô thiên cái địa, kim quang trùng điệp, chìm ngập thương khung, bộc phát ra từ viễn cổ đáng sợ bá đạo uy thế. Hai người nháy mắt ra tay, đều là đáng sợ cực kỳ. Kia hai cỗ uy áp đều là tuyệt thế, làm cho ở đây không ít cường giả cũng tim đập nhanh phát run. Trong nháy mắt mà thôi, Phong Thái Kỳ Tú thanh niên kia một đạo trưởng ấn, chính là như thần xí đem thương khung che đậy, đem không gian xung quanh xinh xinh nghiền nát. Sau đó trực tiếp vỗ vào người trước đáng sợ hư không phong bạo phía trên. Ầm ầm, như vậy đối chàng bầu trời vỡ vụn, bộc phát ra liên tiếp đáng sợ nổ vang. Như là tại thương khung chỗ sâu, có trăm nghìn người tại đồng thời trọng trùy chống trời. Ngàn trống tề minh, chấn động bốn phía tâm kinh đảm hàn, hồn phi phách tán. Trên không chỗ sâu, kim quang rực rỡ, phù văn chói mắt, nương theo sấm vang chớp giật, Trên hư không phát sinh đáng sợ một màn, hiển lộ ra vô số đen như nước sơn vết nứt. Kim sắc thần xí trưởng ấn đánh nát phong bạo, ở trong hư không trực tiếp tạc toái. Hào quang óng ánh bạo phát. Mau lui lại, không muốn bị liên lụy, mau lui lại mau. Quảng trường bốn phía cách gần một chút người, tức khắc thất kinh mà bạo lui. Đáng sợ kia dư ba đều không phải là bọn họ có thể đụng chạm. Liền coi như là bình thường võ vực cảnh sơ đăng tu vi. Thời khắc này nhìn kia tịch quyển năng lượng cũng muốn hít vào khí lạnh. Vô số thân ảnh đồng thời kinh hoàng bạo lui, mặc dù bọn hắn thực đã cách rất xa. Nhưng vẫn là lo lắng bị dư ba, không dám chạm đến. Suy lạp, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới quảng trường trên hư không. Đông Ly Xích Hoàng Càn Khôn Luân Hồi trực tiếp bị đánh nát. Sau đó kia một vệt kim quang trưởng ấn thu liễm, cũng càng phát ra rực rỡ. Thẳng thuận lấy thiểm điện bôn lôi tốc độ cùng uy thế. Trực tiếp vỗ vào Đông Ly Xích Hoàng trên người. Phốc, Đông Ly Xích Hoàng trong miệng trực tiếp phun ra đầy miệng máu huyết. Sau đó thân thể tự giữa không trung trực tiếp ngã chổng vó. Như vẫn thạch trùng kích ở trên quảng trường. Ầm ầm, quảng trường tạc nổ, gia trì phù trận dạn nứt. Đông Ly Xích Hoàng thân thể ngã chồng vào quảng trường mặt đất, bị đá vụn chìm ngập. Mà khi nhìn thấy tình cảnh này phát sinh, Đại Luân Giáo trên, không biết bao nhiêu người tại hít vào khí lạnh, sợ mất mật, rợn cả tóc gáy. Chí tôn niết bàn Đông Ly Xích Hoàng, đủ để ngạo thị cửu châu cổ kim quần hùng. Thời khắc này nhưng là bị kia thần bí thanh niên một cái tát cho vỗ xuống. Một màn này quá mức khủng bố, chấn nhân tâm hồn. Không ít lão giả cầm kéo ra kinh ngạc vô pháp hợp lại. Kia một cái thanh niên thần bí quá mức biến thái cường đại. Bốn phía vô số thân ảnh kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí không ít người ở đó đáng sợ một màn dưới, vì đó toàn thân run lẩy bẩy. Run rẩy nơm nớp, nhịn không được muốn tê liệt ngã xuống, nguyên thần thú hồn rung động. Mà đối với Đại Luân Giáo đệ tử tới nói, càng là không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Chí tôn niết bàn, đủ để ngạo thị cửu châu cổ kim thánh tử Đông Ly Xích Hoàng. Dĩ nhiên là một cái tát đã bị người cho vỗ xuống. Này tại sao có thể khiến bọn họ có khả năng tiếp thu? Trình Thắng Nam nhìn quảng trường, ánh mắt hiện lên ba động. Nhìn vừa mới một cái tát đã bị phách tiến bên trong quảng trường. Bị đá vụn chìm ngập Đông Ly Xích Hoàng. Trình Thắng Nam trong thần sắc cũng lộ ra một loại phức tạp, nhưng sau đó thu liễm. Khôi phục lại bình tĩnh. Dọc theo quảng trường, Trình Siêu ngơ ngác đứng, đầy là ngốc trệ. Chuyện này, thời khắc này, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ bên người Chân Thanh Thuần, Dược Tôn, Đỗ Vân Long, Từ Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn chờ cũng chớ không phải là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cùng Tọa Kỵ căn bản không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc. Chỉ có bọn họ biết kia phong thái kỳ tú thanh niên thân phận. Kia một cái phong thái kỳ tú thanh niên là Già Lâu Tuyệt Vũ. Đại bằng Kim Xí Điểu nhất tộc thuần huyết hậu duệ, người mang chân cốt. Đồng dạng là chí tôn niết bàn. So sánh với Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, tại trước mặt có tính là cái gì? Người này là người nào, người biết sao? Âu Dương Sảng thời khắc này cũng có chút hít một hơi khí lạnh. Đối với bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Nhận thức, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, đối với này kết quả chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái. Già Lâu Tuyệt Vũ ra tay, đồng dạng chí tôn niết bàn. Cộng thêm vừa mới ra tay trong hoàn thành ẩn chứa chân cốt chi lực. Đông Ly Xích Hoàng làm sao sẽ đối thủ? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào kia phong thái kỳ tú thanh niên, một chiêu kinh động cửu châu. Đứng ngạo nghễ trên không, nhàn nhạt kim huy bao phủ, áo khoác khẽ động, phong thái tuyệt thế. Tự cao ngất kia trong thân thể, vô cớ có một loại khó mà ngữ biểu đại uy nghiêm khí thế bàng. Bạc làm cho thiên địa bốn phía đều ở đây rung động. Hắn là Già Lâu Tuyệt Vũ, đồng dạng là chí tôn niết bàn, còn người mang chân cốt. Là thuần huyết Kim Xí Đại Bằng Điểu nhất tộc bản thể. Sau đó, tại bốn phía sở hữu ánh mắt kinh ngạc trong. Già Lâu Tuyệt Vũ trong tròng mắt lập lòe kim quang. Hoành không rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, quỳ một chân trên đất hành lễ. Trong mắt kim là một loại kính phục, tiếng gầm quanh quẩn tại toàn bộ Đại Luân Giáo bên trong. Thấy qua thiếu tộc trưởng. Cái gì? Một màn này, làm cho bốn phía có cường giả xoa cặp mắt của mình, cho là mình là nhìn lầm. Kia một cái phong thái kỳ tú thanh niên. Một cái tát liền vỗ xuống chí tôn niết bàn Đông Ly Xích Hoàng. Không hề nghi ngờ kia thanh niên cũng là một cái tuyệt đối chí tôn. đủ để là một cái vang dội cổ kim tồn tại. Có thể giờ phút này dạng một cái trí tôn thanh niên, nhưng là ở đó mà vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt cúi đầu, còn đầy là kính phục. Ta không nhìn lầm đi, đáng sợ kia thanh niên là ma vương Đỗ Thiếu Phủ người. Quảng trường bốn phía, lộ vẻ được không đoạn yên tĩnh, chớ không phải là không dung tin tưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn chờ thời khắc này cũng chớ không phải là hai mặt nhìn nhau. Siêu siêu, bỗng dưng, phía trước kia tới mấy chục cái bất phàm thanh niên nam nữ. Theo sau chính là theo sát kia phong thái kỳ tú trí tôn thanh niên hạ xuống. Chớ không phải là đồng thời quỳ một chân trên đất hành lễ. Thấy qua thiếu tộc trưởng, từng đạo tiếng gầm như là có khả năng giống như vang động núi sông, cuồn cuộn vang tận mây xanh. Những người đến này không phải người khác, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cùng tọa kỵ đều rất quen thuộc, bọn họ là Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Ngọc Anh chờ Kim Xí Đại Bằng Điểu nhất tộc trong trẻ tuổi thế hệ. Trước kia một cái tuyệt mỹ nữ tử, vẫn là đại thống lĩnh Già Lâu Thải Linh, Kim Xí Đại Bằng Điểu nhất tộc tộc trưởng con gái yêu, cũng là Đỗ Thiếu Phủ nghĩa tỷ. Trời ạ, bọn họ đều là Đỗ Thiếu Phủ người. Bốn phía vô pháp yên tĩnh, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Kia một đám đáng sợ thanh niên nam nữ, đều đang là Đỗ Thiếu Phủ người, nhìn kính nể chi tâm. Sợ còn không phải bình thường quan hệ. Thiếu tộc trưởng, Đỗ Thiếu Phủ là người của Đỗ gia, chẳng lẽ là Đỗ gia sao? Không đúng vậy, những người đó là thú tộc khí tức. Bốn phía chấn kinh, không có ai biết đây là có chuyện gì. Cái tên nhà ngươi, gặp gỡ, không có mắt cũng không thông chi trở về. Nếu không phải là ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão thông chi trong tộc, ngươi là không phải tính toán một mực không nói a. Già Lâu Thải Linh đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Tuyệt mỹ trong lộ ra một cỗ hiên ngang anh khí, một bộ màu cam quần áo bó. Đem kiêu uyển chuyển thân thể đường cong. Phát thảo khiến người ta có khả năng chảy dòng máu mũi, nhưng trước mắt bao người. Nhưng là trực tiếp một tay bốc lên Đỗ Thiếu Phủ một con cái lỗ tai, quát nói. Ngươi đi ra thời gian, cha thế nhưng đã thông báo ngươi. Cho ngươi có sự tình thông chi trở về, ngươi cho rằng gió bên tai đúng hay không? Ách, một màn này, toàn trường lại là ngạc nhiên ngốc trệ. Tỷ, đau a, ta tốt xấu là chúa tể một phương, Hoang Quốc chi hoàng. Ở bên ngoài ngươi cho chút mặt mũi được chưa? Đỗ Thiếu Phủ tức khắc kêu to, rất là không biết làm sao. Rốt cuộc biết Già Lâu Tuyệt Vũ cùng nghĩa tỷ Già Lâu Thải Linh làm sao sẽ đột nhiên đến đây. Tự mình vẫn chưa từng cầu trợ Kim Xí Đại Bằng Điểu nhất tộc. Nguyên lai là tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão an bài. Chúa tể một phương thì thế nào, Hoang Quốc chi hoàng thì thế nào? Ngươi còn chưa phải là phải gọi tỷ của ta, trả lại cho ta trang trên có đúng hay không? Già Lâu Thải Linh nghe vậy, càng là mở miệng quát, thanh âm nhưng là thanh thúy uyển truyền. Thon dài cao gầy hai chân thẳng tắp tự có phách khí tuyệt luân. Làm cho bốn phía không ít ánh mắt vì đó phát run. Chương 1475, ta thật không thể nhịn xuống. Chương 1482, ta thật không thể nhịn xuống. Nàng có thể là người thứ nhất dám như vậy đối với tên kia người đi. Nhìn kia tuyệt mỹ Già Lâu Thải Linh, thời khắc này Âu Dương Sảng, Chu Tiết, Diệp Tử Câm, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây tuyệt đối là thứ nhất dám như thế thu thập Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này người. Tỷ, ta nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này liền không cần làm phiền trong tộc. Có thể không phải cố ý không thông chi các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ bỏ rơi phản kháng, hắn vị này nghĩa tỷ Già Lâu Thải Linh tính khí. Hắn thế nhưng nhất thanh nhị sở. Này còn tạm được. Già Lâu Thải Linh thần sắc hòa hoãn không ít, buông tay ra, sau đó quay đầu lại. Nhìn Đại Luân Giáo trên bốn phía không ít đội hình, liếc bĩu môi, nói. Chỉ những thứ này người không biết tự lượng sức mình liền dám tìm ngươi phiền phức sao? Có muốn hay không trực tiếp diệt? Nghe kia tuyệt mỹ nữ tử, bốn phía đông đảo ánh mắt run sợ, không người dám mở miệng. Những người đến này rốt cuộc là tới từ phương nào, thế nào một cái so lên một cái bá đạo a? Nhìn nàng kia dám vậy đối với ma vương Đỗ Thiếu Phủ, khí tức trên người cũng bá đạo tuyệt luân. Trong vô hình kia bá đạo tuyệt luân khí tức, đã là để cho bốn phía cường giả cảm giác được phát run. Chút chuyện nhỏ này, tự ta để giải quyết là tốt rồi. Nghe Già Lâu Thải Linh, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc cười khổ. Này muốn thật là chọc giận vị này nghĩa tỷ. sợ là thật là có khả năng dẫn toàn bộ Kim Xí Đại Bằng Điểu Nhất Tộc. Sau cùng đem Đại Luân Giáo chờ triệt để diệt. Tự mình tuy rằng muốn diệt Đại Luân Giáo chờ nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn kiểm tra Kim Xí Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, có thể dựa thế mượn lực. Nhưng không cần chân chính dựa vào người khác, tự mình cường mới thật sự là cường. Là sao? Già Lâu Thải Linh đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim quang. Đột nhiên nhìn thẳng Đại Luân Giáo bốn phía, mở miệng một chữ một cái. Thanh âm truyền khắp bốn phía, như có khả năng vang động núi sông, nói. Ai dám đụng đến ta đệ đệ thử xem, cô nãi nãi ta diệt các ngươi đạo thống. Nếu như cảm thấy ta nói không thể tin, vậy cứ việc thử một lần. Nữ nhân này, rốt cuộc là người nào, thật là lớn khẩu khí a. Bốn phía có người nghị luận, kia tuyệt mỹ nữ nhân quá bá đạo. Dĩ nhiên là không đem mọi người để vào mắt. Oanh! Cùng với đồng thời, quảng trường đống đá vụn bên trong đột nhiên truyền ra nổ vang. Khí tức phóng lên trời, quang mang tứ tán, như thánh quang ngút trời. Vô số đá vụn kích xạ, sau cùng tịch quyển trùng kích hướng bốn phía. Có khả năng đục lỗ không gian, sợ là võ tôn cảnh tu vi gặp gỡ loại này đá vụn, cũng muốn đương chàng bị đục lỗ nhục thân. Mà khi những thứ này đá vụn kích xạ hướng bốn phía mọi người thời gian, ngay lập tức sẽ bị các đại trong đội hình cường giả ra tay phá hủy. Rực rỡ ngút trời thánh quang trong, phù văn bạo phát. Đông Ly Xích Hoàng tà tơi hộc máu thân ảnh xuất hiện. Xích bào vỡ vụn, kim phát tán loạn, thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng đôi mắt chỗ sâu chậm rãi trào trên một tia lạnh lẽo thấu xương. Thần hồn hoa mỹ đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía trước Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Đỗ Thiếu Phủ. Hung hăng co rút, thể nội khí tức trào động như bị nổ tung núi lửa tịch quyển mà lên. Tựa như là muốn dẫn tiếng sấm nổ rung động hư không. Hỗn đản, ta chí tôn niết bàn, làm ta tốt như vậy đối phó không thành. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không phóng qua các ngươi. Đông Ly Xích Hoàng bạo nộ, ánh mắt hung ác dữ tợn. Tán loạn kim phát vỡ vụn xích bào triển động, quang mang bao phủ, như chí tôn đang thức tỉnh. Này một chốc, thiên địa bốn phía bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Một cỗ làm người ta run rẩy khí tức tịch quyển giữa không trung. Đông Ly Xích Hoàng không sự tình, chí tôn niết bàn, không phải dễ đối phó. Bốn phía mọi người vô cùng kinh ngạc biến sắc, từng người ánh mắt chớp động. Mọi người đều có thể cảm giác được. Thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng khí thế trên người tại kéo thăng. Còn đang càng ngày càng hùng hồn khủng bố. Chí tôn niết bàn, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Có lẽ vừa mới chẳng qua là Đông Ly Xích Hoàng hơi lớn ý, có rất nhiều người là cho rằng như thế. Ầm ầm, chẳng qua là ngắn ngủi sát na, một cỗ hùng hồn cuồng bạo khí tức. Tức khắc nhất Đông Ly Xích Hoàng trong thân thể bộc phát ra, như thần hy dâng lên. Chấn động toàn bộ Đại Luân Giáo hư không. Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, kiếp trước liền thực lực siêu tuyệt. Thân là Đại Luân Giáo thánh tử, nghiên cứu vô số thần thông tuyệt học. Hắn tuyệt đối không phải người yếu. Thánh quang bạo phát mang theo một cỗ có 102 uy áp. Thời khắc này bốn phía mọi người chỉ là cảm giác kia khí thế, liền vì đó run rẩy cùng vẻ sợ hãi. Ào ào, Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt âm u bạo nộ, quanh thân thánh quang rực rỡ. Kèm theo ông, phong lôi âm thanh truyền ra. Trong hư không bốc lên mảng lớn chói mắt thánh quang. Sau cùng tại bốn phía hình thành nhất phiến óng ánh thánh quang hải dương. Hư không thánh quang bên trong đại dương, cổ lão khí tức mênh mông. Mang theo một loại luân hồi quang mang, bộc phát ra từng cỗ một không gì so nổi thần bí ba đáo. Tựa hồ là có thể làm cho người nghĩ tới kiếp trước kiếp này. Không ngừng phát ra ầm ầm âm thanh. Đáng sợ khí tức phía dưới, Đại Luân Giáo đệ tử. Tựa hồ cũng có khả năng bị nào đó một loại ảnh hưởng, vì đó phát run, trong lòng bất an. Thánh quang hải dương bên trong, Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh. Thời khắc này cũng óng ánh rực rỡ lên, như là bắt đầu bành trướng. Từ từ hóa thành một vài trượng cao cự nhân, như thần linh dáng thế. Kia thân thể cao lớn cao vút thánh quang hải dương trong, bốn phía tràn ngập đáng sợ uy thế. Có khả năng đem mọi người tu vi thôn phệ gần tận, khiến người ta giống như luân hồi. Ta là chí tôn, trưởng khống luân hồi, nghiền ép hết thảy. Thân ảnh chiếm giữ tại thánh quang hải dương bên trong, Đông Ly Xích Hoàng khí tức khủng bố. Toàn thân phát ra quang mang rực rỡ, con ngươi sâm lãnh, uy thế nghiền ép bốn phía. Cũng là bắt đầu muốn nghiền ép hướng Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. hắn đây mới thực là bạo nộ đến mức tận cùng. Thật mạnh Đông Ly Xích Hoàng, Chí Tôn Niết Bàn, quả nhiên không phải dễ đối phó. Chu vi người xem trong có người dám than thở. Thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng khí tức trên người so lên lúc trước càng ngang tàng. Lần thứ hai đứng lên, chưa từng ngã xuống, còn càng phát ra kinh người. Thánh tử không ngã, Chí Tôn Niết Bàn, không phải dễ đối phó. Vắng lặng tại run sợ Đại Luân Giáo đệ tử cùng Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc người. Thời khắc này thấy thế, cũng tức khắc theo kinh hãi biến sắc trong phản ứng kịp. Bắt đầu trào ra sắc mặt vui mừng. Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, luân hồi chuyển thế, ở đâu là vậy dễ đối phó. Bọn họ lần thứ hai ở trong lòng trào ra lòng tin. Suy lạp, bỗng dưng, biến cố đột nhiên, kia thánh quang bên trong đại dương có kim quang lan tràn ra. Lặng yên không một tiếng động trong. Một con thật lớn kim sắc viên hầu xuất hiện ở thánh quang hải dương trong. Không gian xung quanh thánh quang cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà mở. Kia kim sắc viên hầu trong mắt kim sắc song mâu linh động, còn như trời sinh linh đồng. Quý ngắm thương sinh, đây hết thảy quá nhanh, mau không thể tưởng tượng nổi. Theo kim sắc viên hầu xuất hiện, trên người một cỗ khí thế kinh khủng bạo phát. Cũng là giống như Chí Tôn, trực tiếp ra quyền. Một quyền kia như là có khả năng quét ngang bốn phía, trấn áp hết thảy. Lộ ra một loại quỷ dị lực lượng, rực rỡ phù văn như sương mù mông lung. Nương theo một cỗ chí cường thiên địa chi uy, như kim sắc diệu nhật. Tỉ mỉ nhìn đi, một quyền này, vừa giống như một tòa từ trên trời giáng xuống kim sắc thần sơn. Theo cửu thiên trụy lạc, ầm ầm, leng keng thanh âm trong. Một quyền này ầm ầm rơi vào Đông Ly Xích Hoàng khổng lồ kia bành trướng trên thân hình. Quyền ấn còn mang theo dị tượng tái hiện hư không, cùng thiên địa tương dung. Phân giải bốn phía thánh quang trở ngại, nổ nát mảng lớn không gian. Có đen như nước sơn vòng xoáy động khẩu tái hiện, đáng sợ thực để cho thiên địa đang run rẩy. Hết thảy quá nhanh, Đông Ly Xích Hoàng bành trướng thân thể ở đâu một quyền trấn áp xuống trực. Tiếp tạc nổ, trong miệng phun ra đầy miệng máu tươi. Sau đó thân thể theo giữa không trung lần thứ hai giống như vẫn thạch trụy lạc. Bành bành bành, Đông Ly Xích Hoàng thân thể trực tiếp đập vào phía dưới quảng trường. Làm cho đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Bốn phía thánh quang vừa mới bạo phát trong nháy mắt đã bị oanh bạo. Sau đó tiêu tán không thấy. Một con kim sắc viên hầu trên không, quang mang chói mắt, toàn thân đều là phù văn bao khỏa. Sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai. Vạn vật mới bắt đầu cảm giác. Vung vung vừa mới ra quyền nắm đấm, kim sắc viên hầu mở miệng. Thanh âm dài rằng giặc truyền ra, nó con bà nó gấu, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Chí Tôn Niết Bàn nhằm nhò gì a, bổn Chí Tôn ra tay toàn lực, phân đồng hồ ngược chết ngươi. Nghe kia kim sắc viên hầu, bốn phía sở hữu ánh mắt nhìn kia một kim sắc viên hầu. Không khỏi là tim đập nhanh. Cô. Sau một lát toàn trường truyền ra này lên cái đó rơi hít vào khí lạnh cùng ngã cổ họng nước. Bọt thanh âm, còn có vô số ánh mắt đang phát run, tóc gáy trên người dựng thẳng, toàn thân rợn cả tóc gáy. Kim sắc viên hầu kim quang tràn ngập, sau đó thu liễm hóa thành hình người. Là một cái kim sắc trường sam thanh niên. Bốn phía tất cả mọi người nhận thức. Đó là một mực đi theo ở Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bên người một thanh niên. Càng là có người quen nhận thức, đó là Đỗ Tiểu Yêu, cùng Đỗ Thiếu Phủ một mực gọi nhau huynh đệ. Ục. Vô Lượng Giáo trong Cửu Trọng Linh, Tuệ Kiếm Môn trong Vô Danh. Tiên Đô Môn trong Giang Nhược Lâm. Huyền Minh Tông bên trong Minh Dung Ẩn chờ thời khắc này cảm giác mình cũng là có chút cổ họng. Khô sáp cùng nóng bỏng, vì đó hung hăng ngã cổ họng đầy miệng nước bọt. Đỗ Tiểu Yêu xoay người quay đầu lại. Quay đầu lại mắt nhìn thời khắc này cũng trong mắt kim sắc quang hoa lập lòe. Vì đó con mắt động Già Lâu Tuyệt Vũ. Già Lâu Thải Linh chờ khiếp sợ Kim Xí Đại Bằng Điểu Nhất Tộc. Còn có kéo ra cầm vô pháp thu hồi Từ Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, Ngọc Tiên Tử đám người. Kim sắc linh đồng chọn, thật là có chút không biết làm sao, sau cùng nghiêm túc. Thực sự không có ý tứ, ta thật không có nhịn xuống, không nhịn được a, ta tâm cảnh bất ổn. Bất lợi cho ta sau này tu hành, sau này ta nhất định sẽ thật tốt khống chế tự mình. Nghe Đỗ Tiểu Yêu, bốn phía trong ánh mắt tức khắc không ít ánh mắt biến hóa khinh bỉ. Khống chế em gái ngươi a, các ngươi đến cùng có thể hay không tôn trọng một cái Chí Tôn Niết Bàn người a. Đông Ly Xích Hoàng luân hồi chuyển thế, đời này thật vất vả Chí Tôn Niết Bàn. Các ngươi một cái hai cái, bây giờ còn cộng thêm một con hầu tử cũng đối với hắn như vậy. Thật được không? Sau một lát, ở đó này lên cái đó rơi hít vào khí lạnh thanh âm trong. Có người thốt ra nghị luận là Đông Ly Xích Hoàng kêu oan. Ngày 8 tháng 8, Đông Ly Xích Hoàng khẳng định phạm xong. Vô Lượng Giáo trong, một cái lão hòa thượng nghiêm túc bấm ngón tay suy tính, hắn cảm giác. Ngày 8 tháng 8 ngày này, tuyệt đối là Đông Ly Xích Hoàng phạm xong. Bằng không làm sao sẽ bị như vậy trà đạp? Tại sao sẽ là như vậy, hết thảy không phải là như vậy. Đại Luân Giáo đệ tử, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông cường giả trong đội hình. Có người lắc đầu, hôm nay phát sinh hết thảy, cùng trong tưởng tượng hết khác nhau hoàn toàn. Cái đó và kế hoạch của bọn họ hoàn toàn dứt khoát tương phản. Chương 1476, người định không bằng trời định. Chương 1483, người định không bằng trời định. Quảng trường một góc, Trình Siêu cũng mộng, hắn trong lòng đã là chí tôn niết bàn tỷ phu. Tuyệt đối không phải là như vậy. Suy lạp, mặt đất rung động, có nhàn nhạt thánh quang ba động. Dạn nứt quảng trường mặt đất đống đá vụn rung động. Sau đó một đạo quang mang bao khỏa tà tơi thân ảnh lại một lần nữa bò ra ngoài. Khóe miệng máu me đầm đìa, chật vật. Đi ra chính là mới vừa rồi bị Đỗ Tiểu Yêu một quyền đánh rơi xuống Đông Ly Xích Hoàng. Đông Ly Xích Hoàng lại đứng lên, xích bào càng phát ra vỡ vụn lam lũ. Kim phát càng phát ra tán loạn, thần hồn hoa mỹ đôi mắt cũng đã đầy là âm hàn. Cũng nổi lên huyết hồng chi sắc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thời khắc này lần thứ hai bò ra Đông Ly Xích Hoàng. Không có quá nhiều thần sắc ba động, tâm thần khẽ động. Tự mi tâm trung có quang mang lan tràn ra, vung tay vung lên. Sau đó một đạo huyết sắc thân ảnh nắm trong tay đè ép vặn vẹo trong hư không. Một cỗ huyết sát chi khí tràn ngập lập tức gây nên bốn phía không ít ánh mắt chú ý. Đông Ly Xích Hoàng kia âm hàn đôi mắt cũng theo đó ba động, mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Khi nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay bắt ở một đạo huyết sắc thân ảnh sau, tức khắc biến sắc. Thần sắc càng phát ra âm hàn, bôi qua lệ sắc. Thời khắc này mọi người mắt thấy, Đỗ Thiếu Phủ trong tay bắt. Rõ ràng là một cái tu vi dị thường cường hãn tả linh. Đông Ly Xích Hoàng, ngươi là không phải còn tưởng rằng hôm nay tà linh đại quân sẽ xông vào Thạch Thành, một mình được Thạch Thành bảo vật. Đáng tiếc ngươi đắc kế họa tựa hồ không được tốt lắm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Đông Ly Xích Hoàng, trong mắt đôi mắt tràn ngập hàn ý. Thanh âm tại bốn phía truyền ra. Ngươi bảo hộ trốn chết tới Trung Châu tà linh vì ngươi sử dụng. Thành lập Tịnh Tà Liên Minh muốn trưởng khống trong tay ý đồ khống chế Trung Châu. Đem tà linh dẫn vào ta Hoang Quốc, muốn lấy này phạm cảnh, âm hiểm nham hiểm. Hôm nay nên trả giá thật lớn. Cái gì, những thứ kia tà linh là Đông Ly Xích Hoàng khống chế? Là thật sao, Đông Ly Xích Hoàng mới là cùng những thứ kia tà linh làm bạn người. Khi lấn lừa gạt Trung Châu sở hữu thế lực. Nếu như sự thực kia toàn bộ Trung Châu thế lực đều bị Đông Ly Xích Hoàng cho đùa giỡn. Theo Đỗ Thiếu Phủ lời truyền ra, bốn phía Trung Châu các đại thế lực chớ không biến sắc. Ngay cả Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông trong đội hình cường giả cũng là lập tức nhìn chăm chú về phía Đông Ly Xích Hoàng mà đi. Tà linh việc bọn họ có thể cũng không biết, nếu như Đỗ Thiếu Phủ nói là sự thật, kia Đông Ly Xích Hoàng liền bọn họ đều trêu đùa. Còn có hôm nay có tà linh muốn hướng Thạch Thành cướp đoạt bảo vật sự tình, như cũng là thật. Kia Đông Ly Xích Hoàng căn bản là muốn tự mình đơn độc nuốt trong Thạch Thành bảo vật. Còn có trong truyền thuyết Đỗ ra bên trong nhất định là có bảo vật. Đông Ly Xích Hoàng cũng căn bản cũng không có coi như bọn họ phần. Một màn này xuất hiện, dẫn tà linh, sở hữu thế lực để mắt tới Đại Luân Giáo. Làm cho Đại Luân Giáo trong cường giả tức khắc chân mày liền ngưng trọng. Vạn nhất các đại thế lực vì vậy mà bạo động, đồng thời đối phó Đại Luân Giáo. Kia Đại Luân Giáo cũng tuyệt đối vô pháp lấy sức một mình đối kháng. Kiệt dục ra chi tội, Trung Châu mọi người đều biết ngươi Hoang Quốc Thiên Hạ Hội bên trong có tà linh, thời khắc này phía sau ngươi đều đi theo tà linh. Hết lần này tới lần khác còn nói ta và tà linh làm bạn. Ngươi lẽ nào trong đó Châu sở hữu thế lực là người ngu không thành? Sẽ tin tưởng ngươi này thấp kém ly gián gây xích mích kế sách sao? Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh, coi như là kia huyết phách bị bắt thì như thế nào? Chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, vậy không có chứng cứ. Tương phản Hoang Quốc Thiên Hạ Hội bên trong một mực có tà linh. Ngay cả thời khắc này kia Đỗ Thiếu Phủ phía sau đều đi theo tà linh. sợ là cũng sẽ không có vài người tin tưởng. Nghe Đông Ly Xích Hoàng, bốn phía không ít trong đội hình ánh mắt lập lòe. Đông Ly Xích Hoàng lời nói không nghi ngờ cũng là có vài phần đạo lý. Bất quá ở đây đến đây xem lễ các đại thế lực trong cường giả cũng không có kẻ ngu si. Đặc biệt Trung Châu trên thế lực. Đối với Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tính cách bao nhiêu giải một chút. Chuyện này sợ là cũng sẽ không có lửa thì sao có khói. Ngươi tính là thứ gì, làm sao ta cần thêm tội cùng ngươi. Ta cũng không cần để cho bất luận kẻ nào tin tưởng, ta tự mình biết là tốt rồi. Bên cạnh ta có tà linh thì như thế nào, ở bên cạnh ta, vậy thì không phải là tà linh. Mà là ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội con em, đụng đến ta Hoang Quốc con em, nợ máu trả bằng máu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Ly Xích Hoàng, nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết. Ngươi muốn nuốt một mình thạch thành bảo vật kế hoạch thất bại. Mặt khác tin tưởng ngươi muốn đơn độc lấy ra bảo vật. Đem Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông khi kẻ ngu si trêu đùa đi. Ngươi thật đúng là tử đạo hữu bất tử bần đạo, khả linh Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông a. Sau đó sẽ mượn cớ tà linh xuất thế, lần thứ hai trêu đùa Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Minh Tông chờ ra nhập Tịnh Tà Liên Minh. Cho ngươi trưởng khống Trung Châu kế hoạch thời khắc này cũng thất bại. Thật là người định không bằng trời định. Suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trong tay nắm thật chặt hư không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Đem huyết phách vặn vẹo, muốn đem áp bảo, huyết sát khí tức tán loạn. Đông Ly Xích Hoàng cứu ta a. À. Huyết phách thê lương hét lớn, sâu trong linh hồn cảm giác được tử vong khí tức. Cái loại này khí tức tử vong, để cho hắn vô lực ngăn trở. Chỉ có thể hướng Đông Ly Xích Hoàng cầu cứu. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt âm u đến mức tận cùng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Đối mặt với tán loạn huyết phách thờ ơ, chú thị trong mắt hàn ý càng ngày càng không thể ức chế. Đông Ly Xích Hoàng, người hỗn đản, tiểu nhân vô sỉ. Niết bàn tầng thứ huyết phách trong nháy mắt đã bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bóp nát. Đến lúc cuối cùng oán độc ngôn ngữ hạ xuống, kèm theo linh hồn vỡ vụn. Hóa thành một cỗ bàng bạc sát khí cùng tàn hồn chi lực. Sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ ném cho mị linh cùng huyết đằng sát. Ào ào, huyết phách thôn phệ thú sát cùng hồn tà, mị linh huyết đằng sát hai người nhảy ra. Thần sắc âm hàn, trực tiếp thôn phệ huyết phách tàn hồn cùng huyết sát năng lượng. Không hổ là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, bá đạo như trước. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng càng ngày càng âm hiểm. Nhìn Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông những cường giả kia thần sắc. Sợ là bọn họ thật đúng là bị Đông Ly Xích Hoàng cho tính toán. Đâu chỉ a, Vô Lượng Giáo, Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn này bốn cái đại sơn môn cũng nói rõ bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ dụ dỗ. Trào phúng bốn đại sơn môn bị người lợi dụng, cam khi lính hầu. Sợ là cái này bốn đại sơn môn cũng muốn ghi hận trên Đại Luân Giáo. Bốn phía có người lên tiếng, Đông Ly Xích Hoàng thề thốt phủ nhận cùng tà linh có quan hệ. Nhưng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có tính toán muốn chứng minh cái gì. Còn kéo lên Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông, Vô Lượng Giáo trở này thế là trước mặt mọi người khiến bọn họ bị Đại Luân Giáo đánh một cái bạt tai. Nhìn sau cùng kia không tục tà linh cầu cứu, bị Đỗ Thiếu Phủ diệt sát. Mọi người có thể không phải người ngu. Đã là chín thành có khả năng khẳng định Đông Ly Xích Hoàng là cùng tà linh có quan hệ. Trong tối tính toán toàn bộ Trung Châu. Chuyện này Đại Luân Giáo được cho toàn bộ Trung Châu một cái công đạo. Vô Lượng Giáo trong, một cái lão hòa thượng mở miệng, đôi mắt như điện. Trước ngực Phật Châu phát sáng, trợn mắt nhìn nhau, cần Đại Luân Giáo cho một cái công đạo. Nếu như Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ nói là sự thực. Kia ban đầu ở Trung Châu Trường Hà trên chôn vùi vô số Vô Lượng Giáo đệ tử sổ sách. Thì phải để cho Đại Luân Giáo tới phụ trách. Chuyện này Đại Luân Giáo có nên nói hay không tinh tường. Tiên Đô Môn, Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn một chút lão già cũng tức khắc nhao nhao mở miệng. Lúc trước bọn họ cũng cảm giác được bị Đại Luân Giáo cho âm, hiện tại xem ra. Sợ là hơn phân nửa Tịnh Tà Liên Minh một chuyện trong. Bọn họ đều bị Đông Ly Xích Hoàng đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Đối mặt với Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn nhóm thế lực truy vấn. Rõ ràng là đã tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ, Đại Luân Giáo cường giả càng là sắc mặt âm trầm. Đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Ta Đại Luân Giáo chắc chắn sẽ không cùng tà linh làm bạn. Một chút Đại Luân Giáo cường giả tức khắc ngưng trọng mở miệng, còn có lão giả phát thệ. Nếu như hôm nay Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn chờ tương trợ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, kia Đại Luân Giáo liền phiền phức đại. Mà những này Đại Luân Giáo lão giả thật đúng là không biết Tà Linh việc. Đông Ly Xích Hoàng cùng Tà Linh trong lúc đó hiệp nghị là tiết lộ phong thanh. Toàn bộ Đại Luân Giáo cũng chỉ có 2-3 người biết được. Ăn nói lung tung, lại khoảnh khắc Tà Linh, không có chứng cứ, đây là khổ nhục kế. Muốn mượn hơi người khác để bản thân sử dụng, đối phó ta Đại Luân Giáo mà thôi. Đông Ly Xích Hoàng mở miệng, không có chứng cứ, hắn làm sao sẽ thừa nhận. Một khi hôm nay thừa nhận, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Mắt nhìn Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông An Lăng ra, Xà Long đoạn chờ nói, chư vị minh hữu, xin chớ cũng bị kia âm hiểm tiểu tử gây xích mích, hắn muốn đem chúng ta ly gián. Tốt tiêu diệt từng bộ phận. Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông bên trong cường giả, sắc mặt âm u. Lúc này cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể chịu đựng. Như Đông Ly Xích Hoàng từng nói, một khi trong bọn họ Châu Thiên Minh nếu như phân tán, thật đúng là có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông các loại Hoang Quốc Thiên Hạ Hội cùng một chỗ, kia Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Thời khắc này đối với An Lăng ra cùng Xà Long đoạn chờ mà nói, coi như là thời khắc này bọn họ có khả năng nhận định Đông Ly Xích Hoàng thật là âm bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ tiếp tục cùng Đại Luân Giáo cùng nhau. Bọn họ đã là đứng tại trên một cái thuyền, không có đường lui. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia hoàn toàn là nói bậy, tự nhiên là không thể tin. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia âm hiểm không gì sánh được, muốn phá hư bọn ta kết minh. Thật là đáng trách. Xà Long đoạn cùng An Lăng ra mở miệng, tỏ vẻ sẽ không tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ. Cũng đối với ngoại giới làm ra tư thái, chứng minh Trung Châu Thiên Minh không gì phá nổi. Cũng đối với coi như là tin tưởng Đông Ly Xích Hoàng. Bất quá thời khắc này hai người này trong lòng, nhưng là âm thầm biệt khuất. Hôm nay đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ sau, tất nhiên là muốn Đại Luân Giáo thật tốt bàn giao. Các ngươi tin hay không, cũng chỉ là bị Đông Ly Xích Hoàng đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng, áo bào tím khẽ động. Không để ý đến An Lăng ra cùng Xà Long đoạn hai người, nhìn bốn phía các đại thế lực thần sắc. Chỉ biết cũng đủ lớn Luân Giáo hít đất. Đại Luân Giáo cái này coi như là tài, An Lăng ra cùng Xà Long đoạn là ở giữa nhất thương đi. Từ Mã Đạp Tinh cười nói, nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Tiểu tử này đồn đãi hung tàn bá đạo, nhưng chưa nói qua còn như vậy nham hiểm a. Nam Lê Hồn nhíu mày, hôm nay ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt mọi người tới như thế vừa ra. Trước không nói là Huyền Minh Tông, Vô Lượng Giáo, cùng Tiên Đô Môn trong lòng nén giận. Muốn đối với Đại Luân Giáo hưng sư vấn tội. Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, thành lập Trung Châu Thiên Minh, mời Cửu Châu xem lễ. Mục đích chính là muốn danh dương Cửu Châu. Chương 1477, Đỗ Tiểu Yêu muốn chiến thắng tự mình. Chương 1484, Đỗ Tiểu Yêu muốn chiến thắng tự mình. Lúc này Đại Luân Giáo cùng Tà Linh dính líu quan hệ. Mà mặt khác bát châu trên các đại thế lực đều từng bị Tà Linh tai họa qua. Nguyên do hôm nay coi như là Đại Luân Giáo có khả năng không việc gì. Sợ là sau này toàn bộ Cửu Châu trên thế lực cũng sẽ đề phòng trên Đại Luân Giáo. Sẽ nào giữ một khoảng cách. Thậm chí các đại thế lực sẽ đạt thành ăn ý, ngăn cản Đại Luân Giáo quật khởi. Đỗ Thiếu Phủ, người ngậm máu phun người, không có chứng cứ. Còn muốn gây xích mích thế nhân sao, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không lại phóng qua ngươi. Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, hắn không thể lại để cho kia Đỗ Thiếu Phủ mở miệng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, huyết phách dĩ nhiên sẽ bộc lộ, còn bị một lưới bắt hết. Hôm nay 5 lần 7 lượt bị ngược, mọi việc không thuận, để cho hắn đã triệt để nộ khó dằn nổi. Oanh! Đông Ly Xích Hoàng trên người vỡ vụn áo bào bên trong. Nhục thân tựa hồ là vẫn chưa từng bị ảnh hưởng quá lớn, từ thể nội bắt đầu. Lần thứ 2 trào ra rực rỡ thánh quang. Ta nhất định phải nhịn xuống, nhất định có thể nhịn được, ta muốn chiến thắng tự ta, ta nhẫn. Đỗ Tiểu Yêu trong miệng thì thào có từ, tựa hồ là tại cố nén cái gì. Kia lắc đầu lắc não bộ dạng vô cùng khôi hài, làm cho xung quanh không ít ánh mắt. Đều là âm thầm lộ ra không biết làm sao chi sắc. Hoang quốc nợ máu, cần nợ máu trả bằng máu, không quan hệ người thỉnh lui ra đi. Nhúng tay người, là địch không phải bạn, cùng nhau chu diệt. Đỗ Thiếu Phủ liếc một mắt kia Đông Ly Xích Hoàng, mắt thấy bốn phía thanh âm truyền ra. Xen lẫn huyền khí, vang vọng bốn phía, bá đạo dị thường, cùng với đồng thời. Áo bào tím run lên, hơi hơi vung tay về phía sau dương lên. Ngày 8 tháng 8, huyết tẩy Đại Luân. Theo Đỗ Thiếu Phủ vung tay hạ xuống, Đỗ Vân Long bước ra, lôi quang tràn ngập bốn phía. Hét lớn giống như kinh lôi, tạc nổ tiếng vang truyền ra. Ầm. Đột nhiên, theo Đỗ Vân Long tiếng giống hạ xuống, Đại Luân Giáo bên ngoài xa. Không gian bất ngờ run lên, sau đó từng cỗ một khí tức tự xa chân trời ra tuôn trào mà ra. Phóng lên trời, gào gừ. Trong sát na, thú hống như sấm, xa thú hống không dứt, đinh tai nhức óc. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất rung động, đất rung núi chuyển. Vô số khổng lồ yêu thú tái hiện, bôn tẩu mà tới. Ào ào. Cùng với đồng thời, giữa không trung vô số hung cầm tiếng hi, y. Âm thanh, cuồng phong gào thét, rậm rạp vô số hung cầm vỗ cánh mà mở, phô thiên cái địa. Ngày 8 tháng 8, huyết tẩy Đại Luân. Tiếng giống tự viễn không chấn động vân tiêu, tại đất rung núi chuyển, gió nổi mây phun. Phía trước giữa không trung rậm rạp xuất hiện vô số đại quân, giống như cá giếc sang sông. Áp không mà tới. Giữa không trung trên, vô số chiến thuyền chiến xa chiếm giữ. Có cường giả cưỡi hung ác giữ tận hung hãn yêu thú tọa kỵ cầm trong tay lợi khí. Quang mang bao phủ, khí tức ác liệt, hội tụ máu tanh. Là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông đại quân tới. Bọn họ thật muốn huyết tẩy Đại Luân Giáo. Đại quân tiếp cận, đáng sợ kia đại quân yêu thú cùng ba thế lực lớn tinh nhuệ đến đây. Cho dù là đối với một chút kiến thức rộng rãi cường giả tới nói. Thời khắc này cũng theo đó có chút ám tự sợ hãi. Không ít cường giả hơi khép hai mắt, vì đó cảm thán, hôm nay sợ là huyết chiến khó tránh khỏi. Vô luận ai thắng ai thua, đều là Trung Châu tai nạn. Là cả Trung Châu đại loạn khúc nhạc dạo cùng bắt đầu. Gào gừ, phía trước phô thiên cái địa thân ảnh, tiếng thú hống kinh lôi nửa liên tục không ngừng. Vô số cường đại yêu thú hoành di mà đến, đạp nát đại địa. Hung cầm vỗ cánh mang theo phong bạo tịch quyền. Mấy ngàn vạn đại quân tinh nhuệ hoành không, chiến thuyền chiến xa trước mặt. Cường đại vô biên, sát phạt ác liệt kèm theo giết hô thanh âm, vang vọng Đại Luân Giáo. Đại Luân Giáo trên, sở hữu ánh mắt nhìn phía trước, vì đó con mắt run rẩy. Này đội hình, cường giả tinh nhuệ ra hết. Để cho không ít Đại Luân Giáo trên cường giả cũng theo đó sắc mặt trắng bệch. Mọi người cũng nghĩ đến Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Cổ Thiên Tông. Huyền Phù Môn hội họp Đại Luân Giáo, nhưng là không nghĩ tới xuất động như vậy đội hình. Gào gừ, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Viêm Lý Vương, Phục Hổ Phách Ngao. Hoàng Kim Mãng chờ khổng lồ yêu thú đều là trực tiếp bản thể hoành di mà đến. Rít gào chấn động vân tiêu, làm cho xa nhìn tu vi không đủ người. Cũng toàn thân như nhũn ra, muốn tê liệt ngã xuống. Bao la vô cùng đại quân dừng bước tại Đại Luân Giáo Sơn Môn trước. Vẫn chưa từng lập tức lên núi. Đại Luân Giáo trước Sơn Môn, không ít Đại Luân Giáo đệ tử phát run. Trốn ở bên trong Sơn Môn không dám đi ra ngoài. Nhìn giữa không trung kia đằng đằng sát khí đại quân, Đại Luân Giáo đệ tử run sợ. Không còn có vài phần Đại Luân Giáo đệ tử ngạo khí. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, đại quân tiếp cận, chúng ta vô pháp ngăn chặn a. Trong giáo cường giả đi nơi nào, thế nào còn không xuống núi tới. Trước Sơn Môn Đại Luân Giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau, vì đó run sợ. Đại Luân Giáo mặc dù có mười mấy vạn đệ tử tại trong giáo. Lúc này đối mặt kia giống như cá giếc sang sông, mây đen áp đỉnh đại quân. Ngay cả đối kháng chi tâm cũng sẽ không có. Đỗ Thiếu Phủ, này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Lẽ nào phải dựa vào cái ý nghĩ này muốn đụng đến ta Đại Luân Giáo sao? Thật là quá ngây thơ. Kiệt. Mắt nhìn Đại Luân Giáo Sơn Môn trước kia bao la đại quân, khí tức trùng tiêu. Yêu thú gào thét như sấm, Đông Ly Xích Hoàng nhưng là vẫn chưa từng có người bất kỳ lưu ý. Cười lạnh không ngớt, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, cho ngươi có khả năng đi lên. Chính là muốn giải quyết triệt để, đã tới, vậy cũng không muốn đi thôi. Theo Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống, Đại Luân Giáo trong đội hình. Một cái lão giả hội ý, vung tay mà động, có một đạo lưu quang phóng lên trời. Thẳng lên vân tiêu, sau đó tại giữa không trung trên tạc nổ. Rực rỡ quang mang còn như ban ngày pháo bông, chiếu rọi quần sơn đại địa. Ô ô, Khi kia rực rỡ quang mang thu liễm, Đại Luân Giáo phía sau núi chỗ sâu. Có quỷ dị thanh âm bạo phát, rung động ầm ầm, khí tức trùng tiêu, đất rung núi chuyển. Ầm ầm, toàn bộ Đại Luân Giáo sau không gian đột nhiên gió nổi mây phun. Cũng là kèm theo thú hống thanh âm truyền ra. Ô ô, kèn lệnh hí dài, chống trận trọng trùy, chiến xa chiến thuyền phô thiên cái địa. Vô số sóng người trào trên Đại Luân Giáo phía sau núi. Lấy phô thiên cái địa chi thế chiếm giữ bầu trời. Cũng có vô số chiến thuyền chiến xa xuất hiện ở Đại Luân Giáo tả hữu hai bên giữa không trung. Còn có cự xà chiếm giữ, hung cầm cúi ngắm đại địa. Ba bên đại quân lấy tam giác chi thế, đem Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân bao khỏa tại trong. Đại Luân Giáo tả hữu hai bên đại quân là Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông đại quân. Đại Luân Giáo phía sau núi là Đại Luân Giáo đại quân. Còn có nó đông đảo trong thế lực nhỏ đại quân, nhân số đông đảo. So lên Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân nhân số, đầy đủ nhiều hơn gấp 3 có hơn. Là Trung Châu Thiên Minh đại quân, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị đại quân nghênh tiếp kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Đại Luân Giáo trên, khắp nơi cường giả nhìn bốn phía trở nên động dung. Đại Luân Giáo chờ cũng sớm chính là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cộng thêm đây là Đại Luân Giáo bản thổ, sớm đã là không lưu dấu vết mai phục đại quân. Sẽ chờ ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến đây, muốn đem ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân toàn bộ lưu lại. Khó trách Đại Luân Giáo có thể làm cho kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chờ thẳng lên sơn môn. Nguyên lai là sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Từng đạo tiếng thán phục truyền ra, này biến cố để cho bốn phía thế lực cường giả kinh ngạc. Nhưng tựa hồ lại nằm trong dự liệu. Từ Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Cổ Thanh Dương, Kim Bằng Tôn giả, Chu Tiết chờ nhìn thời khắc này Đại Luân Giáo chờ ba bên đại quân. Cũng trong mắt bôi qua một chút ba động. Huyền Minh Tông trong đội hình, Minh Dung Ẩn nhìn song phương đội hình. Trong ánh mắt có ba động bôi qua, thần sắc có một số phức tạp. Như là tại làm loại nào quyết định trọng đại. Ken két. Nhưng sau cùng, Minh Dung Ẩn trong tay, có một khối ngọc giản lặng yên xuất hiện. Sau đó bóp nát, hết thảy lặng yên không một tiếng động. Song phương đại quân phô thiên cái địa, sóng người che đậy sơn hà. Lấy Đại Luân Giáo làm trung tâm, bốn phía trên trời dưới đất. Thời khắc này đầy là đông nghịt sóng người cùng thú ảnh. Đáng sợ khí tức hội tụ, động lại thiên địa, hung uy tràn ngập, sát khí ngút trời. Kiệt kiệt. Đông Ly Xích Hoàng cười to, sợi tóc cuồng vũ, vỡ vụn xích bào vù vù. Toàn thân thánh quang ba động, khí tức khủng bố, tràn ngập quang mang rực rỡ. Nhìn ba bên đại quân, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, cười lạnh nói, hiện tại. Ngươi còn có tư cách gì trên ta Đại Luân Giáo tới, thật là không biết tự lượng sức mình. Buồn cười cực kỳ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía vô số đại quân, ánh mắt chậm chậm đảo qua. Thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Đây hết thầy cũng ở đây Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phòng trừng bên trong. Tung hoành tiến nhập Đại Luân Giáo bên trong, Đại Luân Giáo như thế nào sẽ không có phòng bị. Nhân số cũng không ít a. Tâm thần theo dõi bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng. Đại Luân Giáo chờ chuẩn bị đại quân, so lên Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân. Đầy đủ phải nhiều trên gấp 3 trở lên. Tới, vậy một cái cũng đừng nghĩ chạy, hôm nay hết thầy đều chung kết đi. Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh, huyết phách thất bại cũng không có vấn đề. Chỉ cần hôm nay đem hết thảy trước mắt giải quyết, đại họa tâm phúc đồng dạng có thể trừ. Đến lúc đó toàn bộ Trung Châu cũng sẽ như tự mình mong muốn. Cộng thêm một mực chuẩn bị kế hoạch thôi động, đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu đều không thể lại ngăn trở Đại Luân Giáo quật khởi. Oanh, phía trước tái khởi sóng dậy, có đáng sợ khí tức phóng lên trời. Từng cái màu đen chiến thuyền từ đàng xa hư không đến từ trên trời. Vô số màu đen chiến xa hoành không, mặt trên khắc rõ Huyền Minh Tông huy hiệu đồ án. Chứng minh đó là Huyền Minh Tông đại quân. Gào gừ, có yêu thú tọa kỵ rít gào, phía sau trên mấy triệu đại quân tiếp cận. Này hơn triệu đại quân so lên thời khắc này Hoang Quốc Thiên Hạ Hội. Đại Luân Giáo chờ đại quân coi như là cực thiếu, này mấy triệu đại quân. Tuyệt đối là tinh duệ trong tinh duệ. Kia đại quân, cũng không đến bao lâu, chính là đến Đại Luân Giáo sơn môn trước. Cùng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội chờ đại quân xa xa tương đối. Ha 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 ha, xem ra Huyền Minh Tông chư vị cũng là muốn đối phó Đỗ Thiếu Phủ đi. Hoan nghênh Huyền Minh Tông gia nhập, thanh tẩy tà linh, đồ ma trọng trách. Trung Châu người người có trách. Nhìn Huyền Minh Tông đại quân, Đông Ly Xích Hoàng vui vẻ không ngớt. Trước đây không lâu kia ma vương từng trên Minh Hồ, hủy đi Huyền Minh Tông sơn môn. Phế hai cái võ vực cảnh cường giả, đây là thâm cừu đại hận. Thời khắc này Huyền Minh Tông đại quân đến đây. Đông Ly Xích Hoàng căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ biết Huyền Minh Tông đại quân đến đây. Sợ là đối phó kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Thời khắc này Đại Luân Giáo lần nữa Huyền Minh Tông tương trợ, hôm nay Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn chờ sẽ không bao giờ tiếp tục xoay người cơ hội. Huyền Minh Tông bên trong, Minh Dung Ẩn đi ra, nhưng là không để ý đến Đông Ly Xích Hoàng. Hơi hơi vung tay, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng giữa không trung. Chương 1478, Thương Châu tám đại thế lực cùng tiến lên Đại Luân Giáo. Chương 1485, Thương Châu tám đại thế lực cùng tiến lên Đại Luân Giáo. Huyền Minh Tông đến đây tương trợ Hoang Quốc một tay chi lực. Theo Minh Dung Ẩn trong tay lưu quang lao ra, Huyền Minh Tông trong đại quân. Từng đạo tiếng giống tức khắc đồng thời truyền ra, chấn động vân tiêu. Nghe kia tiếng hét lớn, tức khắc làm cho Đại Luân Giáo trên toàn trường ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, Huyền Minh Tông đại quân đột nhiên xuất hiện. Không phải vì đối phó ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Ngược lại là đến đây tương trợ ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Trước đây không lâu, ma vương Đỗ Thiếu Phủ không phải trên Minh Hồ. Hủy đi Huyền Minh Tông chiêu bài sao, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người kinh ngạc kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước đây không lâu còn đang Minh Hồ khoe. Oai, phế Huyền Minh Tông hai cái võ vực cảnh cường giả, hủy đi Huyền Minh Tông chiêu bài a. Nhưng bây giờ Huyền Minh Tông đại quân, dĩ nhiên là tương trợ ma vương Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Mà Đông Ly Xích Hoàng vừa mới còn đắc ý không ngớt. Coi là Huyền Minh Tông đại quân là tương trợ Đại Luân Giáo mà đến. Muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ tính sổ, chưa từng nghĩ đến cuối cùng là loại kết quả này. Đây quả thực là xích lõa bị lần nữa vẽ mặt a. Huyền Minh Tông tương trợ Hoang Quốc có đại quân mà đến. Làm cho Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông cường giả. Chớ không phải là sắc mặt đẹp mắt không đi nơi nào. Huyền Minh Tông đây là ý gì? Đông Ly Xích Hoàng mặt đen, âm u mắt thấy hướng Huyền Minh Tông đội hình cường giả mà đi. Không có ý gì, Đại Luân Giáo cùng Tà Linh làm bạn tính toán Trung Châu các đại thế lực. Muốn trưởng khống Trung Châu, lòng muông dạ thú rõ rành rành. Huyền Minh Tông sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, tự nhiên phấn khởi thảo phạt. Minh Dung Ẩn mở miệng, thanh âm rất lớn, nói rất là hạo nhiên chính khí. Mà mấy lời nói này, chính là Minh Dung Ẩn lâm thời biên. Đương nhiên, ở đây cũng không có kẻ ngu si. Vừa mới kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ mới bạo xuất Đông Ly Xích Hoàng trong tối cùng Tà Linh cấu. Kết tin tức, Huyền Minh Tông mấy triệu đại quân liền lập tức xuất hiện. Đây tuyệt đối không thể nào là Huyền Minh Tông lâm thế quyết định. Nói rõ chính là Huyền Minh Tông đại quân sớm liền làm tốt đến đây tương trợ ma vương Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị. Huyền Minh Tông đại quân ẩn nấp thủ đoạn thật là đáng sợ. Có người vì khiếp sợ, nhìn Đông Ly Xích Hoàng thần sắc. Sợ là Đại Luân Giáo căn bản không biết Huyền Minh Tông đại quân cũng đến đây. Đây chỉ có hai loại khả năng, Huyền Minh Tông đại quân cũng là vừa mới chạy tới. Hoặc sớm liền giấu ở phụ cận. Huyền Minh Tông cần phải vận dụng trong tông trong nước thủ đoạn. Theo đường thủy trong tối mà đến, thừa dịp hai ngày này trong tối đến đây, ẩn núp cực sâu. Dĩ nhiên là tách ra Đại Luân Giáo cơ sở ngầm. Có lão giả nói, kiến thức rộng rãi, từng nghe nói rất nhiều bí văn. Biết Huyền Minh Tông bên trong có một loại cực kỳ lợi hại trong nước ẩn nấp thủ đoạn. Nói như vậy, Huyền Minh Tông là muốn cùng Cổ Thiên Tông chờ làm bạn. Cùng ta Trung Châu Thiên Minh là địch sao? Cũng không nên một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Ngẫm lại Huyền Minh Tông bỏ ra kia đại giới có thể đáng. Hà tất để cho Huyền Minh Tông vạn kiếp bất phục. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt âm u, đối với Minh Dung Ẩn chờ Huyền Minh Tông cường giả trầm nói. Một lần sẩy chân để hận nghìn đời hẳn là ngươi, Đại Luân Giáo cùng Tà Linh làm bạn. Tính toán Trung Châu các đại thế lực chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Minh Dung Ẩn mở miệng, sau đó mang theo Huyền Minh Tông cường giả, đồng thời lướt không. Rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người không xa, ôm quyền nói. Huyền Minh Tông hôm nay giúp Hoang Quốc một tay chi lực. Đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là vẫn chưa từng có quá nhiều vô cùng kinh ngạc. hướng về phía Minh Dung Ẩn khẽ gật đầu cười một tiếng. Ngược lại chân thanh thuần, Dược Tôn, Nam Lê Hồn chờ có chút ám tự vô cùng kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ hủy đi Huyền Minh Tông sơn môn, còn trọng thương Huyền Minh Tông hai cái võ vực cảnh cường giả, này nếu như tình hình chung, sợ là đủ để cho được đừng sơn môn ghi hận trong lòng, coi là địch cũ. Không nghĩ đến lúc này Huyền Minh Tông dĩ nhiên sẽ trực tiếp tương trợ. Nghe nói Huyền Minh Tông vị trí tông chủ đã giao cho Minh Dung Ẩn. Tiểu tử kia đây là đang dưới tiền đặt cược a, ngược lại rất có quyết đoán. Từ Mã Đạp Tinh mở miệng, nhẹ giọng nói. Thời khắc này chúng ta còn chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Dệt hoa trên gấm người trên đời này chưa bao giờ sẽ ít. Nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi người lại có gì người. Minh Dung Ẩn tiểu tử kia phách lực này không phải bình thường. Hắn cái này tiền đặt cược rất lớn a. Kim Bằng Tôn giả cười một tiếng, đôi mắt ba động kim quang. Đối với Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn rất là tán thưởng. Tốt tốt tốt. Vỡ vụn quảng trường đống phế tích trên, Đông Ly Xích Hoàng cười to. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt kia, trong tiếng cười một cỗ âm u hận ý. Ai cũng có khả năng cảm giác được. Theo Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống đồng thời, thần sắc tức khắc không che giấu nữa âm hàn, mắt nhìn Huyền Minh Tông cùng Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đội hình cường giả, nói, nhiều một cái Huyền Minh Tông mà thôi. Cải biến không kết cục. Vậy đánh đi. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một hơi khí, trên người bắt đầu có khí tức ba động. Hôm nay vốn liền đánh một trận không thể tránh né. Kiệt thật coi tự mình có tư cách trên ta Đại Luân Giáo sao, buồn cười. Không thể không bội phục dũng khí của ngươi, dám trên ta Đại Luân Giáo. Bọn ngươi trở tay có thể diệt. Đông Ly Xích Hoàng lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đại Luân Giáo trên, đó là địa phương của hắn, hết thảy đều tại khống chế của hắn bên trong. Nguyên bản còn tưởng rằng kia Đỗ Thiếu Phủ chờ không dám lên Đại Luân Giáo. Không nghĩ quả là tới rồi, hết thảy như ước nguyện của hắn. Ta dám trên Đại Luân Giáo, vậy không có đem Đại Luân Giáo để vào mắt. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, áo bào tím run lên, đứng chắp tay. Tự có một cỗ lớn lao uy nghiêm khí vận gia trì, bá đạo bẽ nghẽ. Dám trên Đại Luân Giáo, Đỗ Thiếu Phủ có thể không phải người ngu, đây là Đại Luân Giáo. Có vô số năm nội tình, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đi lên. Đại Luân Giáo tất nhiên là có chuẩn bị. Mà nếu không có dựa vào, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng là sẽ không như vậy thẳng lên Đại Luân Giáo. Thiếu Phủ, lần này chúng ta đến đây, bà nội có khai báo. Nếu như nho nhỏ Đại Luân Giáo nếu là không có mắt, vậy trực tiếp diệt đi, gặp sự cố. Có nàng lão nhân ra khiêng. Già Lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đây là nàng gia tộc thời gian. Bà nội nói với nàng lời nói. Ân, ta biết. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới chuyện này còn kinh động bà nội. Nàng kia rốt cuộc là thân phận như thế nào, vì sao bá đạo như vậy? Bốn phía có người mở miệng, nghi hoặc không giải thích được. Đoán không ra Già Lâu Thải Linh thân phận. Hừ. Nghe Già Lâu Thải Linh, Xích Hoàng sắc mặt càng là âm u, yết hầu hừ lạnh. Nhưng nhìn Già Lâu Thải Linh bên người Già Lâu Tuyệt Vũ, cũng là dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Đông Ly Xích Hoàng cùng Già Lâu Tuyệt Vũ vừa mới giao thủ bị ngược qua. Biết Già Lâu Tuyệt Vũ là thú tộc, vừa mới một chiêu kia phía dưới, hắn dĩ nhiên là vô pháp đoán thấu đối phương chân chính lai lịch. Nhưng có khả năng rõ ràng cảm giác được kia thanh niên thú tộc. Còn tuyệt đối là thú tộc trong tuyệt đối đại tộc. Gì? Đột nhiên, Đại Luân Giáo trên, không ít cường giả đỉnh cao tựa hồ là cảm giác được cái gì. Nhao nhao mắt thấy hướng phía trước xa xa. Thương Châu Tát Mông Kiếm Tông, đến đây Đại Luân Giáo. Trong nháy mắt, xa xa truyền đến hét lớn một tiếng. Sau đó có một đám người đến từ trên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đều là bao khỏa cầu vồng, quang mang bắn ra bốn phía. Nhóm người kia chỉ có hơn ngàn người tả hữu, nhưng bất kỳ một cái nào đều là tuyệt đối cường giả. Thương Châu Nhật Nguyệt Tông, đến đây Đại Luân Giáo. Thương Châu Hồng Liên Tông, đến đây Đại Luân Giáo. Thương Châu Thiên Thần Tông, đến đây Đại Luân Giáo. Thương Châu Trường Thanh Đảo, đến đây Đại Luân Giáo. Thương Châu Vô Di Giáo, đến đây Đại Luân Giáo. Thương Châu Phù Tinh Giáo, đến đây Đại Luân Giáo. Thương Châu Cửu Hoa Sơn, đến đây Đại Luân Giáo. Theo Tát Mông Kiếm Tông thanh âm truyền ra, ngay sau đó lại là liên tiếp vô số đạo tiếng hét lớn truyền ra, thanh âm chấn động vân tiêu. Tổng cộng 8 đội nhân mã đến đây. Mỗi một đội nhân mã đều là chỉ có hơn ngàn người tả hữu, nhưng chớ không phải là cường giả. Thực lực tầng thấp nhất đều là cao đẳng võ hoàng cảnh tầng thứ. Những thứ này trong đội hình, rõ ràng còn có võ vực cảnh cường giả tại trong. Tôn cấp cường giả chỉ ít cũng là mỗi một đội có 20 trở lên, thậm chí nhiều hơn. 8 đội người cường đại ngựa mà đến. Nhìn thấy Đại Luân Giáo trên thân hình ảnh đồng thời mà đứng, khí tức ngút trời. Chính là mấy cái lắc mình cũng thẳng lên Đại Luân Giáo. Sau cùng rơi ở trên quảng trường không gian. Từng cỗ một vô hình hạo hãn hùng hồn khí tức ba động, động lại bốn phía hư không. Ta dựa vào, nhất sơn nhất đảo nhị giáo tứ tông, đây là Thương Châu 8 đại thế lực a. Thương Châu 8 đại thế lực thế nào toàn bộ tới, lẽ nào cũng là tới Đại Luân Giáo xem lễ sao? Ta thiên, Thương Châu 8 đại thế lực đồng thời mà đến. Đây chính là đem toàn bộ Thương Châu cũng móc sạch đi. Nó con bà nó gấu, Thương Châu 8 đại thế lực đều tới, còn mang đến nhiều như vậy cường giả. Đây là tới tấn công chúng ta Trung Châu đi. Theo này 8 đội nhân mã xuất hiện. Đại Luân Giáo trên thế lực khắp nơi cũng theo đó ngạc nhiên sợ hãi. Thương Châu nhất sơn nhất đảo nhị giáo tứ tông. Chẳng khác gì là Trung Châu nhất cốc nhị giáo ba tông tam môn a. Đó là toàn bộ Thương Châu cường đại nhất 8 đại thế lực. Mà giờ khắc này, Thương Châu 8 đại thế lực đồng thời xuất hiện ở Đại Luân Giáo trên. Khiến người ta không thể không liên tưởng đến, đây có lẽ là Thương Châu tới tấn công Trung Châu. 8 đội nhân mã đồng thời mà đứng, cộng lại cũng không đến 1 vạn người. Lúc này 1 vạn người trên người vô hình kia trong khí tức. Nhưng là so lên xa xa mấy ngàn vạn hơn ức đại quân cường khí tức cộng lại còn muốn cho người phát run, đủ để xâm chiếm toàn bộ Trung Châu. Giữa không trung trên 8 đội người cường đại ngựa trước, một người tuổi còn trẻ nam tử đi ra. 26-27-8 tuổi tác, trên người có thanh nhã như xương phù văn tràn ngập. Tuấn lãng phi phàm, áo khoác theo kiếm văn. Sự xuất hiện của hắn, tức khắc làm cho Trung Châu các đại thế lực trong có người con ngươi động. Nam tử này là Tát Mông Kiếm Tông Mộc Kiếm Thần. Trên Thiên Hoang Đại Lục thập nhị thần kiệt một trong. Ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục tranh bá Trung Châu, không ít cường giả đều từng gặp tư thế oai hùng. Đặc biệt Cửu Trọng Linh, Đông Ly Xích Hoàng, Chu Tiết, Hàng Linh, Giang Nhược Lâm, Minh Dung Ẩn chờ đều cùng Mộc Kiếm Thần tiếp xúc qua. Toàn trường, đây tuyệt đối là trẻ tuổi thế hệ một người trong cực kỳ đáng sợ tồn tại. Chúc mừng Đại Luân Giáo Thánh Tử Chí Tôn Niết Bàn, chúc mừng Trung Châu Thiên Minh thành lập. Chúc mừng, Mộc Kiếm Thần đi ra, nhìn hướng Đông Ly Xích Hoàng, mắt hiện vui vẻ, lớn tiếng nói. Không tốt, chẳng qua là khi Mộc Kiếm Thần thoại âm rơi xuống thời gian, Từ Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, Kim Bằng Tôn Giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão, thậm chí còn Âu Dương Sảng, Diệp Tử Câm, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Chân Thanh Thuần, Huyền Minh Tông Minh Dung tứ phương chờ đều là sắc mặt đại biến. Xem ra toàn bộ Thương Châu đều là chúc mừng Đại Luân Giáo mà đến. Cũng là để tương trợ Đại Luân Giáo mà tới. Chương 1479, Bát Phương Tương Trợ, chúng thú trở về. Chương 1486, Bát Phương Tương Trợ, chúng thú trở về. Đây là Thương Châu 8 đại thế lực cường giả đến đây tương trợ Đại Luân Giáo. Khó trách Đông Ly Xích Hoàng mở lớn sơn môn, nguyên lai là còn có như vậy dựa vào. Trong tối mượn hơi toàn bộ Thương Châu. Cái này Cổ Thiên Tông chờ xui xẻo, căn bản sẽ không là đối thủ. Đông Ly Xích Hoàng thật đúng là có bắt tay vào làm đoạn. Trong tối mượn hơi toàn bộ Thương Châu. Âm Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn chờ một thanh lớn a. Đại Luân Giáo trên thế lực khắp nơi chấn kinh. Nghe kia Tát Mông Kiếm Tông Mộc Kiếm Thần, tựa hồ là tới chúc mừng Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn. Chúc mừng Trung Châu Thiên Minh thành lập. Thời khắc này cộng thêm toàn bộ Thương Châu 8 đại thế lực cường giả tương trợ, Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, hơn nữa Huyền Minh Tông. Cũng căn bản sẽ không lại là Đại Luân Giáo đối thủ. Phải biết rằng thời khắc này kia Thương Châu 8 đại thế lực trong đội hình. Thế nhưng cường giả như mây, tuy rằng nhân số không nhiều. Nhưng toàn bộ đều là cường giả đỉnh cao a. Thời khắc này Thương Châu 8 đại thế lực đến đây kia đội hình. Đủ để xâm chiếm toàn bộ Trung Châu đều đầy đủ. Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, tiền đồ vô lượng. Thương Châu các đại thế lực đây là đang mượn hơi, hy vọng sau này có thể giúp đỡ. Có cường giả phỏng đoán, Thương Châu tám đại thế lực đến đây, hẳn là nhìn chúng Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn người thân phận. Cái này kia Cổ Thiên Tông chờ chết định. Đại Luân Giáo trong không ít cường giả, thời khắc này cũng là lộ ra nét mừng. Có Đại Luân Giáo trẻ tuổi thế hệ đệ tử càng là kích động. Thương Châu tám đại thế lực đến đây tương trợ, đủ để dễ dàng diệt sát Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn còn có kia Hoang Quốc. Đông Ly Xích Hoàng tuy rằng có một số ngoài ý muốn Thương Châu tám đại thế lực đến đây, lập tức mắt lộ ra vui vẻ. Tại trên Thiên Hoang Đại Lục, Đông Ly Xích Hoàng đã từng thấy qua Mộc Kiếm Thần cùng các đại thế lực trong một chút trẻ tuổi thế hệ. Thời khắc này Thương Châu tám đại thế lực đến đây, Đại Luân Giáo mang theo nhiều như vậy cường giả, còn có chút khách khí. Tự nhiên có phải là vì tương trợ Đại Luân Giáo mà đến. Tổng không đến mức là tương trợ kia Đỗ Thiếu Phủ đi. Không nghĩ tới Tát Mông Kiếm Tông cùng chư vị sẽ đến đây, đa tạ, sớm biết, tự nhiên đón chào. Đông Ly Xích Hoàng đối với Mộc Kiếm Thần chắp tay, tỏ vẻ lòng biết ơn. Trong lòng càng là có tuyệt đối sức mạnh, hắn chí tôn niết bàn, Cửu Châu chấn động. Thương Châu đến chầu thế nào lại là kia Đỗ Thiếu Phủ có thể so sánh. Không cần, ngươi nghênh không nghênh ta, đều cải biến không kết quả. Đại Luân Giáo động Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, đó chính là và toàn bộ Thương Châu là địch. Thương Châu Tịnh Tà Liên Minh vượt châu mà đến, chính là muốn hôm nay huyết tẩy ngươi Đại Luân Giáo. Mà đang ở Đông Ly Xích Hoàng kia mặt đầy vui vẻ còn chưa dứt lời dưới lúc, tại bốn phía vô số còn chưa kịp chuẩn bị phản ứng ngạc nhiên trong thần sắc. Mộc Kiếm Thần nhưng là đột nhiên trở mặt, mà theo Mộc Kiếm Thần thoại âm rơi xuống, trực tiếp xoay cái mông liền không còn có để ý kia ngạc nhiên Đông Ly Xích Hoàng. Thân ảnh theo giữa không trung trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Không hề cố kỵ vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, nói ta chưa có tới muộn đi, nhiều người. Nguyên do qua lỗ sâu không gian thời gian phiền toái một chút, chờ đại gia hội hợp thời gian. Cũng nán lại không ít thời gian, cũng không thiếu thế lực chính tại dám tới. Lỗ sâu không gian bên trong nán lại. Bình hòa ngôn ngữ, nhàn nhạt thần sắc, khuôn mặt rất là tuấn lãng. Trong mắt đôi mắt thần thái phi dương, sâu xa như biển. Đây là Mộc Kiếm Thần vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai nói. Tát Mông Kiếm Tông, đặc biệt đến đây tương trợ Hoang Quốc Thiên Hạ Hội một tay chi lực. Phạm Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, chính là và toàn bộ Thương Châu là địch. Hôm nay huyết tẩy Đại Luân, Hợp Hoan Tông, Nhật Nguyệt Tông, Thiên Thần Tông, Trường Thanh Đảo, Vô Di Giáo, Phù Tinh Giáo, Cửu Hoa Sơn đến đây tương trợ Hoang Quốc Thiên Hạ Hội một tay chi lực, huyết tẩy Đại Luân. Cùng với đồng thời, giữa không trung trên Thương Châu tám đại thế lực người tới trong, có cường giả đệ tử đồng thời mà quát, tiếng gầm chấn động vân tiêu. Đông Ly Xích Hoàng nụ cười kia rằng co tại trên khuôn mặt, ánh mắt hung hăng co rút. Đây đối với hắn tới nói, vừa mới vẫn là thiên đường, nháy mắt liền rớt xuống địa ngục. Vẽ mặt, đây là xích lõa vẽ mặt, đánh được kêu là một cái vang dội đen. Đại Luân Giáo đệ tử cùng cường giả, thời khắc này kia từng cái gương mặt cũng rằng co tại lúng túng vô cùng tình trạng. Nguyên bản bọn họ tưởng Thương Châu tới tương trợ Đại Luân Giáo, chưa từng biết toàn bộ Thương Châu nhưng là đến đây tương trợ kia Đỗ Thiếu Phủ huyết tẩy Đại Luân Giáo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bốn phía sở hữu thế lực thời khắc này cũng đều mơ hồ, một màn này chuyển đổi quá nhanh. Nhanh khiến người ta trong lúc nhất thời còn không có hồi thần lại. Toàn bộ Thương Châu tám đại thế lực dĩ nhiên là xuất động cường giả đại quân, chỉ vì tương trợ Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Phạm Hoang Quốc chính là phạm toàn bộ Thương Châu. Đây rốt cuộc là có cảm tình bao sâu mới có thể như vậy a? Mộc Kiếm Thần, này tựa hồ là đùa giỡn Đông Ly Xích Hoàng a. Vô số ngạc nhiên trong ánh mắt, có trẻ tuổi thế hệ bất phàm người vì đó chắt lưỡi. Không, đây không phải là đùa giỡn. Mộc Kiếm Thần đây là trực tiếp cường gian Đông Ly Xích Hoàng. Một cái bất phàm trẻ tuổi mập mạp nói, ánh mắt nổi lên tia sáng chói mắt. Khả Linh Đông Ly Xích Hoàng a, Mộc Kiếm Thần cái này cũng không có đưa hắn để vào mắt a. Đùa giỡn, đây là xích lõa đùa giỡn. Trong đám người, có con người làm ra Đông Ly Xích Hoàng đều có chút tức giận bất bình. Thương Châu tám đại thế lực là tương trợ tên kia mà đến. Từ Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, Âu Dương Sảng, Diệp Tử Câm, Dược Tôn y vô mệnh. Thời khắc này thậm chí là Đỗ Vân Long bọn người chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới sự tình đã còn có như vậy chuyển biến. Toàn bộ Thương Châu nếu là tên kia mà tới, Khó trách tên kia ngay từ đầu chính là có 10 phần lòng tin dám phía trên Đại Luân Giáo. Nguyên bản sớm chính là trong tối mượn hơi toàn bộ Thương Châu 8 đại thế lực mà tới. Hoàn hảo a. Huyền Minh Tông trong đội hình, thời khắc này không ít cường giả. Bao quát là Minh Dung tứ phương đều là thở phào một cái. Bọn họ nguyên bản cũng có chút phản đối Huyền Minh Tông xuất động đại quân tại ngày 8 tháng 8. Muốn ngoài dự đoán của mọi người tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Chẳng qua là Minh Dung Ẩn sau lưng có Huyền Minh Tông lão tổ chỗ dựa. Tại Minh Dung Ẩn khư khư cố chấp dưới, bọn họ cũng không có cách nào. Lão tổ đã để cho Minh Dung Ẩn làm chủ, bọn họ không dám vi phạm. Khi nhìn thấy Thương Châu 8 đại thế lực đến đây thời gian, toàn bộ Huyền Minh Tông cường giả đều ở đây run rẩy. Cảm giác lúc này đây Huyền Minh Tông cũng bị liên lụy, sắp sửa rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Toàn bộ Thương Châu tương trợ Đại Luân Giáo, Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông chờ liên thủ, căn bản là vô pháp chống đỡ. Tương đương bây giờ thấy trước mắt một màn này chuyển biến, bọn họ lòng khẩn trương mới trầm tĩnh lại, trong lòng mới minh bạch. Khó trách kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ dám thẳng lên Đại Luân Giáo. Nguyên lai sau lưng sớm chính là trong tối liên lạc với Thương Châu 8 đại thế lực. Thương Châu Bạch Vân Cốc đến đây tương trợ Hoang Quốc một tay chi lực. Bỗng dưng, lần thứ hai có tiếng hét lớn tự xa xa giữa không trung vang vọng mà tới. Thương Châu Tề Ngọc Sơn, đặc biệt đến đây tương trợ Hoang Quốc một tay chi lực. Thương Châu Hỏa Dương Động, đến đây tương trợ Hoang Quốc một tay chi lực. Trong sát na, từng đạo tiếng hét lớn tự xa xa không ngừng tạc nổ tiếng vang truyền đến. Từng cỗ một đội hình hoành không là tuyệt đối cường giả. Kia từng cỗ một đội hình lướt không đến đây. Võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư khí tức khắp nơi đều là. Vực cảnh cường giả khí tức cũng không phải số ít. Bạch Vân Cốc, Hỏa Dương Động chờ đều là trên Thương Châu nhất lưu thế lực. Thời khắc này kia từng cỗ một thế lực không thua 30-40 cái, đều là hưởng ứng bốn phía. Là vì tương trợ Hoang Quốc mà tới. Toàn bộ Thương Châu đều tới a. Tà Thiên, toàn bộ Thương Châu cường giả đều tới tương trợ Hoang Quốc, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Dĩ nhiên là có như vậy sức hiệu triệu. Đại Luân Giáo trên, mọi người liên tiếp kinh hãi. Đại Luân Giáo trước không gian, kia vô số cường giả hoành không hàng lâm. Thời khắc này không chỉ là Thương Châu 8 đại thế lực, mà là toàn bộ Thương Châu cường giả đều tới Đại Luân Giáo. Đều là tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Không gian rung động, mặt đất dạn nứt, đông đảo cường giả quang mang bao phủ. Chiếu rọi Đại Luân Giáo trên dạng người rực rỡ, quang mang chói mắt. Lần thứ hai mà đến Thương Châu thế lực khắp nơi cường giả nhân số không nhiều. Bộ dạng chỉ có hơn vạn. Nhưng này từng cỗ một đáng sợ khí tức, chớ không phải là tinh nhuệ. Có thể nói những người đến này, bất kỳ một cái nào tại Thương Châu. Không nói là một phương cự phách, vậy cũng ít nhất là một phương hoàng giả. Lúc này toàn bộ là tương trợ Hoang Quốc mà tới. Thương Thiên a, Đỗ Thiếu Phủ đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu nhân phẩm mới có thể được toàn bộ Thương Châu tương trợ a. Có người nhịn không được run, kinh hô thành tiếng. Toàn bộ Thương Châu sở hữu lớn nhỏ thế lực tề tụ tương trợ. Này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trước không có người sau cũng không có người a. Có lão già cảm thán, đôi mắt quang mang kích động lập lòe. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy xung quanh, thời khắc này đến đây. Vậy cũng là Thương Châu phía trên đã từng gặp mặt cường giả. Trừ một chút võ vực cảnh cường giả chưa từng nhìn thấy. 3 tháng trước để cho Nguyệt Ảnh Đường thông chi tin tức đi trước Thương Châu. Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là thông chi Hợp Hoan Tông cùng Tát Mông Kiếm Tông. Suy cho cùng nó thế lực không phải quá quen. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, thời khắc này toàn bộ Thương Châu đều đến đây tương trợ. Những thế lực kia lúc trước đều ở đây Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong bản thân nhìn thấy. Qua, bọn họ ghi nhớ tình, nguyên do vượt châu đến đây tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trào ra ấm ý, lúc trước Thương Châu phong ấn cổ địa bên trong. Tự mình không có không công liều mạng, bọn họ chưa từng quên mất, lần này là đến đây báo đáp. Đa tạ chư vị đến đây tương trợ, thấy qua chư vị tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ chắp tay, chí tạ Thương Châu các đại thế lực cường giả đến đây tương trợ. Đối với đông đảo cường giả cháo. Tiểu hữu không cần thiết khách khí, toàn bộ Thương Châu đều ở sau lưng của ngươi. Muốn làm gì thì làm cái đó, chúng ta định tương trợ ngươi một tay chi lực. Tát Mông Kiếm Tông bên trong, có một tóc trắng xóa lão giả đi ra. bối sau lưng một thanh bảo kiếm, đôi mắt có kiếm huy ba động. Toàn bộ Thương Châu, giúp ngươi huyết tẩy Đại Luân Giáo. Khắp nơi cường giả mở miệng, âm động vân tiêu, đinh tai nhức óc. Bọn họ cảm ơn lúc trước phong ấn cổ địa bên trong Đỗ Thiếu Phủ quên mình vì người tương trợ. Nếu không phải là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ, sợ là toàn bộ Thương Châu đã chịu diệt tộc tai ương. Bọn họ ghi nhớ tình cảm, chưa từng quên, lúc này đây được đến Tát Mông Kiếm Tông tin tức. Chính là thương nghị đồng thời vượt châu đến đây tương trợ. Chúng ta có minh hữu đến đây tương trợ. Phía sau Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân. Cũng tinh tường nghe được đến đinh tai nhức óc tiếng hét lớn. Vô số cường giả đến đây trợ giúp Hoang Quốc, làm cho Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân. Càng là có chút nhiệt huyết sôi trào, khí tức bành trướng, ác liệt chi khí càng nồng. Siêu siêu, giữa không trung, tái khởi kịch liệt động tĩnh. Phía trước Thương Châu cường giả đến đây phương hướng, mảng lớn thân ảnh lại độ lướt ra. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, khí tức ngập trời, có chiến thuyền hoành không, chiến xa phía trước. Yêu thú rít gào, mấy triệu thân ảnh phô thiên cái địa mà đến, như mây đen che đậy. Như vậy là phương nào thế lực? Đại Luân Giáo trên cường giả biến sắc, phía trước động tĩnh. Lần thứ hai khiến người ta thiêu mục nhìn nhau. Cũng không đến bao lâu, kia mấy triệu đại quân chính là đình trệ tại Đại Luân Giáo bên ngoài. Cùng khắp nơi đại quân tương đối. Thương Châu Hợp Hoan Tông đến đây, huyết tẩy Đại Luân Giáo. Hợp Hoan Tông đệ tử, bái kiến giám tông. Đại quân đình trệ, có cường giả hoành không thẳng đăng Đại Luân Giáo. Phía sau mấy triệu đại quân đồng thời mở miệng, tại giữa không trung, chiến thuyền, chiến xa. Yêu thú tọa kỵ trên quỳ sát trào, tiếng gầm mạnh mẽ chấn tan trên không biển mây. Gào gừ, gào gừ, gào gừ. Cũng ở đây mấy triệu tiếng gầm ngập trời lúc Đại Luân Giáo phía trước. Vô số tiếng gầm gừ vang vọng cửu thiên, tự bốn mặt bạo phát đến đây. Như kinh lôi tạc nổ tiếng vang không dứt. Thiên Hoang Đại Lục, Thiên Hoang Nhai, Thiên Hoang Báo. Xuất đại quân tương trợ Hoang Quốc một tay chi lực, ai dám đụng đến ta huynh đệ. Lão tử tuyệt không phóng qua. Đại Hoang Bắc Cực Quỹ Quỷ Sa, xuất cửu đầu phượng nhất tộc, trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Thú vực Thiên Hổ Sơn Linh Huyễn Hổ Vương, xuất hổ tộc trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Thú vực Hoang Lâm Cuồng Hùng Vương, xuất hùng tộc trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Thú vực Ứng Long Vương, xuất giao long nhất tộc trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Chương 1480, Đông Ly Xích Hoàng tức học máu. Chương 1487, Đông Ly Xích Hoàng tức học máu. Thú vực Thiên Hầu Sơn, Thần Viên Vương, xuất viên tộc trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Thú vực Kỳ Hồng Cốc, Ngân Huyết Báo Vương, xuất báo tộc trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Thú vực Thiên Cương Lĩnh, Phong Vân Điêu Vương, xuất điêu tộc trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Thú vực Hoang Thỉ Bình Nguyên, Thiểm Điện Lang Vương, xuất lang tộc trở về Thiên Thú Điện. Phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha. Từng đạo rít gào tiếng hét lớn vang vọng, đinh tai nhức óc, kinh lôi cuồn cuộn. Phía trước phô thiên cái địa, đinh tai nhức óc yêu thú tiếng gầm gừ liên tục không ngừng. Một cỗ lại một cỗ đại quân yêu thú liên tiếp xuất hiện. Những thứ này đại quân yêu thú, có thể tuyệt không phải là phổ thông đại quân yêu thú. Đại Hoang, Bắc Cực Quỹ, cửu đầu phượng nhất tộc, đó là bực nào chủng tộc đáng sợ. Đồn đãi có khả năng chính diện đối kháng long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cường đại chủng tộc. Thú vực Thiên Hổ Sơn, hổ tộc, đó cũng là tuyệt đối đáng sợ khổng lồ yêu thú chủng tộc. Thú vực Hoang Lâm, hùng tộc, sẽ không lại hổ tộc phía dưới. Còn có thú vực giao long nhất tộc, thú vực Thiên Hầu Sơn viên tộc. Vậy cũng là thú vực trong vô cùng cường đại chủng tộc. Vị này nào nhất tộc yêu thú, đều là huyết mạch tại thiên thú bảng hàng đầu. Cũng là có thể để cho cửu châu chi cổ thiên tông chờ đại thế lực thật sâu kiêng kỵ. Mà bây giờ, này đầy đủ là có đến mấy chục cái đáng sợ như thế thú tộc. Tự thú vực bên trong vượt châu mà đến tương trợ Hoang Quốc. Nhất để cho Đại Luân Giáo hơn ức vạn thân ảnh ánh mắt phát run cùng linh hồn rung động là. Những thứ này đáng sợ yêu thú dĩ nhiên là tuyên bố trở về Thiên Su Điện. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh chính là Thiên Thú Điện yêu thú. Thiên Thú Điện, đây đối với toàn bộ Trung Châu người đều chắc là sẽ không xa lạ. Đó là lấy Đỗ Thiếu Phủ là điện chủ một cỗ đáng sợ yêu thú thế lực. Bốn phía tiếng gầm quanh quẩn bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ đối diện Mục Thị Thượng không? Khuôn mặt hiện ra dáng tê cười. Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương này chút ra hỏa rốt cục nắm điểm trên Đại Luân Giáo tới, theo kia phô thiên cái địa yêu thú khí tức tịch quyển trong. Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy nguyên thần chi lực không khó theo dõi ra. Quỷ Sa chờ còn mang theo xem không ít trong tộc đỉnh tiêm yêu thú cường giả, thậm chí rõ ràng là có thú vực cảnh yêu thú cường giả tồn tại. Ta trời ạ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đây là muốn công dưới toàn bộ Trung Châu sao? Cửu Đầu Phượng nhất tộc, Hổ tộc, Hùng tộc, Giao Long nhất tộc, Viên tộc, trời ạ, là thật sao? Thiên Hoàng Đại Lục man thú đều tới, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tựa hồ vẫn là Hợp Hoan Tông giám tông. Cái này chẳng lẽ cũng là thật sao? Đại Luân Giáo trên, chấn động phát run, vô số ánh mắt ngây ra như phỗng. Đáng sợ kia khí tức cuốn tới, ngay cả ở đây vực cảnh cường giả, cũng muốn bắt đầu phát run lên. Phải biết rằng, thời khắc này toàn bộ Thương Châu cho dù là 8 đại thế lực đều chỉ tới 2 cái. Vực cảnh tu vi, nó đại thế lực đều chỉ tới một người vực cảnh. Vậy cũng đầy đủ là vượt qua 60 đã ngoài vực cảnh cường giả a. Còn có thú vực bên trong kia một đám không gì sánh được hung hãn. Huyết mạch cũng đủ để hù chết người yêu thú quần tộc. Mỗi nhất tộc dù cho cũng chỉ tới một người thú vực cảnh, đó cũng là 5-60 thú vực cảnh. Này cộng lại chính là vượt qua đầy đủ trên trăm cái vực cảnh cường giả, mà trên thực tế, những thứ này vực cảnh cường giả chữ số, vẫn chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Trên trăm cái đã ngoài vực cảnh cường giả tề tụ, đây là bực nào đội hình. Tuyệt đối đáng sợ đến mức tận cùng. Vậy cũng là chúng ta viện binh, đều là đến đây tương trợ chúng ta Hoang Quốc. Còn giống như có Thiên Thú Điện yêu thú cường giả. Nhất định là gần nhất mới đi theo chúng ta Đại Bằng Hoàng yêu thú cường giả. Thời khắc này, bốn phía tới giúp, bát phương tới viện trợ. Đều là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội mà đến. Làm cho Hoang Quốc Thiên Hạ Hội trong đại quân rất nhiều người tâm huyết bành trướng. Nhịn không được kích động chảy nước mắt vì đó lệ nóng ranh tròng. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội con em, bọn họ chưa từng như này biết. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội bên ngoài dĩ nhiên là có như thế danh vọng. Thời khắc này bốn phía tới giúp, bát phương tới viện trợ. Đều là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội mà đến, điều này làm cho bọn họ thật sâu tự hào. Vì đó được cổ vũ thêm mấy lần, ở sâu trong nội tâm trào ra thật sâu thuộc về cảm giác. Siêu siêu, trên không trung, có thân ảnh hạ xuống, trước là một cái màu đỏ tía váy dài nữ tử. Da thịt như tuyết, đôi mắt sương mai trong suốt lưu động hào quang, tuyệt thế yêu mị mê hoặc. Mỹ khiến người ta kinh tâm động phách. Này tuyệt thế yêu mị cô gái bên cạnh còn có một cái vô cùng xinh đẹp phụ nhân. 30 tuổi bộ dạng nhưng thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, thân xuyên đồ trắng quần áo. Trên mặt mỏng thi chi phấn, đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân ý. Đặc biệt kia một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa như muốn chảy ra nước. Tựa như cười không phải cười, đủ để cho được thiên hạ nam tử vì đó động tâm. Liêu động nhân tâm. Này liêu động nhân tâm nữ tử bên cạnh còn có một cái mi như mực họa, môi như anh đào. Thần như thu thủy nữ tử. Nữ tử 3000 thanh ti trên bó đầu màu vàng nhạt duy băng, thanh ti tới eo. Eo thon dịu dàng không đủ nắm chặt, khí chất không linh khinh giật. Này ba cái đều là mê hoặc vô cùng nữ nhân. Thời khắc này phía sau còn mang theo đông đảo khí tức hùng hồn mênh mông cường giả. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không biết những người này. Trước ba người kia kẻ gây tai họa một là Tô Mộ Hân, một là Đường Mỹ Linh. Còn có một là Quý Chỉ Yên. Các nàng ba nữ, mang theo Hợp Hoan Tông cường giả cùng đại quân đến đây Đại Luân Giáo. Nhìn tới Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh, còn có Quý Chỉ Yên ba nữ, đặc biệt mắt nhìn Tô Mộ Hân. Kia một loại tuyệt thế yêu mị vẻ đẹp, làm cho Âu Dương Sảng cùng Diệp Tử Câm động dung. Ngay cả Mỹ Linh cùng Đỗ Tiểu Thanh cũng là để chi kinh diễm. Giữa không trung trên, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển độ cong mê người. Tô Mộ Hân rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, màu tím làn váy khẽ động. Trên người hào quang bao khỏa, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ khí tràng. Cao quý uy nghiêm, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thanh âm thanh thiên nhiên, nói. Hợp Hoan Tông tại sau lưng ngươi, cộng đồng tiến thối. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước này một cái mị hoặc chúng sinh, rồi lại uy nghiêm cao quý nữ tử. Hơi hơi gật đầu, bàn chân giẫm một cái mặt đất, kim quang lấp lánh. Thân ảnh nhảy lên giữa không trung, áo bào tím ống tay áo vung lên. Đối với Hợp Hoan Tông đại quân nói, miễn lễ. Đa tạ giám tông. Mấy triệu Hợp Hoan Tông đệ tử đứng dậy, ánh mắt kính phục, tiếng gầm ngập trời. Thiếu phủ huynh đệ, Thiên Hoang đại lục chờ đợi điều khiển. Tiếng hét lớn thật là thoải mái. Thiên Hoang báo mang theo trên Thiên Hoang đại lục man thú đại quân đến đây. Theo man thú trong đại quân mấy cái cường giả hạ xuống, khí tức kinh người, đọng lại hư không. Đa tạ đại thống lĩnh. Đỗ Thiếu Phủ cười, một mảnh kia bát ngát man thú đại quân còn đang hạo đãng hội tụ. Bực nào kinh người. Cha, nghĩa phụ, Lam Huyễn cùng Xích Bằng nhảy lên giữa không trung, đến Thiên Hoang báo bên cạnh. Thấy qua điện chủ, bốn phía giữa không trung, từng đạo khí tức hung hãn để cho Đại Luân giáo rung động thân ảnh. Hàng Lâm, đây là Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Liệt Không Yêu Đao Chuẩn. Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ đến đây. Bọn họ chạy tới Đại Luân giáo, còn từng người còn mang đến sau lưng chủng tộc không ít cường giả đến đây tương trợ, thanh thế hạo đãng trình độ có thể nghĩ. Không thể nghi ngờ là so lên toàn bộ Thương Châu đến đây viện binh còn muốn hạo đãng nhiều lắm. Cái loại này đỉnh tiêm thú tộc mang đến hung hãn cuồng bá khí tức, càng thêm chấn động lòng người, làm người ta rợn cả tóc gáy, thần hồn bất an. Miễn lễ. Đỗ Thiếu Phủ huy tụ, đứng giữa không trung, sau lưng đại quân yêu thú đồng thời mà đứng. Bá đạo mà ác liệt, bẽ nghẽ bốn phía. Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ nhân vật đáng sợ tràn ngập viễn cổ hung hãn chi khí, xa xa Thiên Thú Điện bên trong đại quân yêu thú. Thế lực khắp nơi, không ít yêu thú tọa kỵ cũng theo đó muốn phủ phục. Cô, Huyền Minh Tông trong đội hình, có người hít vào khí lạnh. Nhìn thời khắc này hội tụ tại Đỗ Thiếu Phủ bên người đó cũng không đến mức tận cùng đội hình. Yết hầu nóng bỏng ngã cổ họng nước bọt. Sau đó không ít Huyền Minh Tông cường giả ghé mắt nhìn Huyền Minh Tông. Đều là trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Khó trách lão tổ đem tông chủ chỉ vì điểm tên giao cho Minh Dung Ẩn. Tiểu tử này tuyệt đối là thật tinh mắt cùng quyết đoán a. Đại Luân giáo hết, sợ là lúc này đây, Đại Luân giáo cùng Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông chờ đều muốn triệt để xong đời. Đại Luân giáo lần trước khắc sớm chính là lui sang một bên, thế lực khắp nơi chớ không phải là. Nghẹn họng nhìn chân chối, có lão giả chấn kinh cầm thật lâu không thu về được. Còn có người ở đó bốn phía đáng sợ khí tức hạ thân tử muốn sụi lơ. Mà giờ khắc này đối với Đại Luân giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông kia ba đại đội hình cùng theo không ít lớn nhỏ thế lực tới nói, thì chính là theo thiên đường rơi vào địa ngục. Khi trơ mắt nhìn kia từng cỗ một thế lực đáng sợ dắt tay nhau mà đến, kia từng cỗ một đáng sợ khí tức hàng lâm, khiến người ta đã run sợ. Còn có thú vực vô số đại quân yêu thú, đây chính là mấy chục cái thú vực cường đại chủng tộc. Ngay cả trên Thiên Hoang đại lục hung hãn man thú đại quân đều đến đây. Đây đối với Trung Châu Thiên Minh tới nói, thời khắc này đối mặt, ngay cả đối kháng chi tâm cũng khó mà nảy sinh. Làm sao bây giờ, chúng ta bị vây đánh. Thật là nhiều đại quân yêu thú, quá dọa người, căn bản vô pháp đối phó a. Mà giờ khắc này Đại Luân giáo bên ngoài kia Trung Châu Thiên Minh bên trong ba đại trong đội hình hàng tỷ đại quân, càng là rợn cả tóc gáy. Nguyên bản Trung Châu Thiên Minh đại quân, so lên Hoang Quốc Thiên Hạ Hội chờ nhiều hơn gấp 3 đã ngoài nhân mã, chớ không phải là hùng hồ. Có thể đột nhiên, Trung Châu Thiên Minh bên trong này hàng tỷ đại quân đối mặt Hoang Quốc khác nơi đại quân trợ giúp, còn có kia che khuất bầu trời cường đại yêu thú đại quân. Kia hung hãn tuyệt thế khí tức phía dưới, cũng đủ để cho hàng tỷ đại quân run sợ. Toàn thân run lẩy bẩy, linh hồn bất an. Không ổn, đại không ổn. Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc cường giả, tại hướng Đông Ly Xích Hoàng tới gần. Từng cái một sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng. Xà Long Đoạn, An Lăng ra hai người, càng là sắc mặt mặt đen, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Thời khắc này đối mặt toàn bộ Thương Châu, còn có đối mặt thú vực mấy chục cái trên thiên thú bảng cường đại yêu thú chủng tộc. Tự phụ như Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc này thế lực cũng nữa tự phụ không đứng dậy. Cảm giác được sợ hãi. Trình Siêu thời khắc này thân thể đang phát run, hắn cảm giác được tự mình muốn hư thoát. Thân thể tại như nhũn ra, đây tuyệt đối không phải hắn nguyên bản trong tưởng tượng kết quả. Trình Thắng Nam nhìn phía trước giữa không trung, nhìn kia một cái đứng giữa không trung, đứng ngạo nghễ Đại Luân giáo trên. bẽ nghẽ bốn phía áo bào tím thanh niên cùng phía sau kia một cỗ đáng sợ như thần thoại đội hình, ánh mắt cũng ở đây hiện lên vô pháp che giấu ba động. Phốc, Đông Ly Xích Hoàng khóe mắt tại co giật, hung hăng co giật, khóe miệng cũng ở đây co rút. Tựa hồ là thể nội có thương thế, khí huyết cuồn cuộn, hung hăng tràn ra một búng máu.